Cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân, Lý Dục Thần. Tập 6. Lâm Mộng Đình vui vẻ trong lòng, nói nhỏ, ý của ông nội là muốn anh cùng tham gia cuộc họp gia đình đó. Bây giờ anh vẫn chưa phải là người nhà họ Lâm, chỉ có dùng cách này thì mới có thể giúp anh danh chính ngôn thuận bước vào Từ Đường. Từ Đường của nhà họ Lâm nằm ở góc phía tây nam của khu biệt thự Sơn Trang Bắc Khê, có một ngôi nhà riêng biệt ở đó, hoàn toàn được xây dựng dựa theo tông miếu của gia tộc thời cổ đại. Bên trong Từ Đường rất lớn, ngoài chính điện là nơi thờ cúng tổ tiên thì còn có sảnh tiếp khách và phòng họp. Lâm Thượng Nghĩa đang nằm trên chiếc ghế mây trong phòng khách, đôi mắt hơi khép hờ. Lý Dục Thần ngồi ở một bên, ngón tay đặt lên mạch của ông cụ Lâm. Khí cơ của Lâm Thượng Nghĩa tương đối ổn định, sau khi được chân khí tiếp mệnh, các triệu chứng bệnh tật cũng đều giảm xuống, nhưng hồn phách vẫn suy yếu như cũ. Có thể thấy rằng kẻ thi triển vu thuật đinh đầu tiễn thư vẫn chưa chịu buông tha. Chuyện quan trường. Nếu như không tìm thấy kẻ đó thì trong vòng 3 ngày nữa Lâm Thượng Nghĩa vẫn sẽ chết. Lý Dục Thần biết điều này rất rõ. Một luồng chân khí tiến vào trong cơ thể, Lâm Thượng Nghĩa chậm rãi mở mắt ra. Ông cụ thở ra một hơi. Thoải mái quá, xem ra lão già như tôi còn có thể sống được lâu thêm mấy ngày. Lý Dục Thần cười nói, thân thể của ông không có vấn đề gì, nội tình rất tốt, nếu như không phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn thì sống qua trăm tuổi cũng không thành vấn đề. Lâm Thượng Nghĩa cười lớn, cảm ơn những lời tốt đẹp của cậu. Tôi đã hơn 80 tuổi rồi, có sống đến trăm tuổi hay không cũng không quan trọng. Trăm tuổi cũng có cái lo của trăm tuổi, sống thêm mấy năm cũng chỉ là mấy năm bi ai, bây giờ tôi chỉ muốn lo liệu hậu sự của mình cho tốt, không muốn sau khi ra đi trong nhà lại có thêm nhiễu loạn gì. Lý Dục Thần không tiếp lời. Anh không hiểu chuyện của nhà họ Lâm, can thiệp vào cũng không tiện. Nhưng ông cụ dường như không nghĩ vậy. Dục Thần, cháu trai của tôi là đứa thiếu hiểu biết, thiếu giáo dục từ khi còn nhỏ. Cậu xem như nể mặt tôi mà đừng so đo với nó. Lai Phong là con trai của anh trai tôi, năm xưa nhà họ Lâm gặp phải đại nạn, nếu không có anh trai thì khi đó tôi cũng đã chết rồi. Lý Dục Thần biết ý của ông lão nên nói, cháu không để bụng chuyện Lâm Thiếu Hằng, nhưng nếu bọn họ lại giở trò với cháu lần nữa thì cháu cũng không dám cam đoan điều gì với ông đâu. Lâm Thượng Nghĩa gật đầu thở dài, được rồi, nếu bọn chúng lại làm bậy thì tôi cũng không thể bảo vệ được nữa. Các người đến phòng họp đợi tôi trước, tôi sẽ đến sau khi nói xong vài câu với Thiền Minh. Phòng họp gia tộc nằm trên tầng 2 của Từ Đường, khi Lý Dục Thần bước vào thì đã chật kín người. Ánh mắt của mọi người đổ dồn vào Lý Dục Thần, bắt đầu xì xào bàn tán. Nhìn thấy anh đi cùng Lâm Mộng Đình, những người chưa từng nhìn thấy anh cũng sẽ đoán rằng đây là con rể mới của nhà họ Lâm do ông cụ Lâm chỉ định. Chỉ có điều bọn họ không ngờ rằng Lâm Mộng Đình lại thẳng thừng đưa anh vào Từ Đường của nhà họ Lâm. Theo quy định của nhà họ Lâm, con dâu hoặc con rể chỉ có tư cách tham gia cuộc họp gia đình cấp bậc này sau khi họ chính thức kết hôn. Phòng họp rất lớn, Lý Dục Thần để ý thấy chỗ ngồi của nhà họ Lâm rõ ràng được chia thành hai phe. Một bên lấy gia đình Lâm Thu Thanh làm trung tâm, bao gồm Lâm Thu Phượng và Lâm Nguyệt Nga, còn có rất nhiều người anh chưa từng gặp trước đây. Bên kia lại lấy Lâm Lai Phong làm trung tâm, bao gồm cả Lâm Lai Nghi và Viên Quốc Thành, số lượng người ít hơn. Mặc dù lúc này Lâm Lai Phong đang ngồi giữa một nhóm người nhưng trên mặt ông ta đầy phiền muộn, vừa nhìn thấy Lý Dục Thần đi vào thì vẻ mặt ông ta lại càng khó coi hơn. Khi Lâm Lai Nghi nhìn thấy Lý Dục Thần, bà ta rất phẫn nộ, đứng dậy lớn tiếng hỏi, anh đến đây làm gì? Đây là Từ Đường của nhà họ Lâm, là một cuộc họp gia đình. Anh có tư cách gì để tham dự? Là ông nội bảo anh ấy. Lâm Mộng Đình vừa giải thích thì đã bị Lâm Lai Nghi ngắt lời. Đừng đem ông cụ Lâm ra đây, quy củ của nhà họ Lâm là do tổ tiên đặt ra, cho dù ông cụ có ấn định hôn ước cho cô nhưng chỉ cần chưa kết hôn thì người này vẫn không phải người của nhà họ Lâm, không có tư cách vào Từ Đường nhà họ Lâm. Lâm Lai Nghi là chị cả trong nhà họ Lâm, trước đây hống hách thành thói, nay lại ỷ vào thế lực nhà chồng ở Tiền Đường nên có quyền lực rất lớn ở nhà họ Lâm. Huống chi những lời bà ta nói lần này đều là sự thật, nhà họ Lâm đúng là có quy tắc như vậy, Lý Dục Thần đã phá vỡ quy tắc khi bước vào Từ Đường. Mọi người bắt đầu nhỏ giọng xì xào. Đúng vậy, sao chưa kết hôn mà đã tới đây rồi? Thanh niên ngày nay đây thật sự không hiểu quy củ gì cả. Người không rõ tình huống còn hỏi, đó là bạn trai của Mộng Đình sao? Cả con trai gia tộc nào vậy? Không biết,
hình như là ông cụ Lâm đã sớm ấn định hôn ước. Cái gì mà cậu chủ nhà nào chứ, nghe nói hắn trước kia đi nhặt rác, cũng không biết năm đó hắn ta đã cho ông cụ uống bao nhiêu rượu mới khiến ông ta trở nên mê muội như vậy. Nhặt rác, không thể nào. Nghe những tiếng bàn tán này, Lâm Mộng Đình rất xấu hổ. Nhưng cô chỉ là một hậu bối, ở nơi này cô không có tư cách lên tiếng, cũng không biết nên giải thích như thế nào. Bà Lâm, Nghiêm Tuệ Mẫn cảm thấy có lỗi với con gái mình nên đứng dậy nói, chị cả, tiểu bối không hiểu chuyện, lời chị vừa nói sao lại nghiêm trọng như vậy. Nghiêm Tuệ Mẫn không biết rằng chính Lâm Thượng Nghĩa đã gọi Lý Dục Thần đến đây, chỉ nghĩ rằng chính Lâm Mộng Đình đã quyết định đưa Lý Dục Thần vào, cho nên lúc nói chuyện cũng có vài phần chột dạ. Lâm Lai Nghi cười lạnh nói, tiểu bối không hiểu chuyện, chẳng lẽ cô cũng vậy sao? Đã phá hủy quy củ của tổ tiên mà còn nói là không nghiêm trọng, xem ra ông cụ nhà họ Nghiêm cũng dạy cô như vậy rồi. Nhưng cô đừng quên, đây là từ đường của nhà họ Lâm, không phải từ đường nhà họ Nghiêm của cô. Khuôn mặt của Nghiêm Tuệ Mẫn đỏ bừng, những lời nói của Lâm Lai Nghi chẳng những công kích bà ấy mà còn mắng cả nhà mẹ đẻ của bà ấy. Nhưng bà ấy cũng không thể phản bác. Dù sao người có lỗi trước cũng là con gái bà. Bà ấy liếc nhìn Lâm Mộng Đình, trong lòng không khỏi thầm trách, đứa trẻ này vội vàng như vậy làm gì chứ? Lâm Lai Nghi lạnh lùng nhìn Nghiêm Tuệ Mẫn và Lâm Thu Thanh, sao, gia chủ nhà họ Lâm không hề quan tâm đến quy củ của tổ tiên nữa à? Lát nữa có phải chúng ta cũng nên thảo luận một chút để thay đổi quy củ, sẵn tiện thay đổi gia chủ luôn hay không? Sắc mặt Lâm Thu Thanh thay đổi, ông ta trầm giọng nói, Mộng Đình, con đưa Dục Thần về nhà trước đi. Lâm Mộng Đình vội vàng nói, bố, là ông nội bảo anh ấy tới đây mà. Lâm Lai Nghi cười lạnh nói, cô muốn gạt ai? Ông cụ là người đặt nặng quy củ nhất, sao có thể để người ngoài bước vào từ đường, tham dự cuộc họp gia tộc được? Tôi thấy chắc là do cô mê muội, bị tên đàn ông này mê hoặc rồi đúng không? Loại không cha không mẹ, vô giáo dục như thế này thì không có đủ tư cách để làm con rể nhà họ Lâm. Nếu như cô vẫn bướng bỉnh muốn gả cho hắn ta thì để tôi xem bố của cô có còn mặt mũi nào ngồi ở vị trí gia chủ hay không. Lâm Mộng Đình đỏ bừng mặt. Trong mắt Lý Dục Thần lóe lên một tia lạnh lẽo. Anh không hề quan tâm đến ánh mắt giễu cợt cùng thương hại của mọi người, chỉ nắm lấy tay Lâm Mộng Đình đi xuyên qua đám đông, đến chỗ Lâm Thu Thanh và Nghiêm Tuệ Mẫn, nói, Mộng Đình, cô ngồi xuống đi. Còn anh thì sao? Lâm Mộng Đình dường như cảm nhận được Lý Dục Thần định làm gì đó liền lo lắng nhìn anh. Tôi sao? Lý Dục Thần cười, hình như có người không hoan nghênh tôi đến đây cho lắm. Anh xoay người rồi chậm rãi bước đến trước mặt Lâm Lai Nghi. Vừa rồi bà mới nói ai không cha không mẹ. Tôi đang nói cậu đó. Lời nói vừa phát ra. Chát! Trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Lâm Lai Nghi đã bị đánh một bạt tai. Hiện trường trở nên náo động. Trong nhà họ Lâm, Lâm Lai Nghi là chị cả, ngoại trừ ông cụ Lâm thì tất cả mọi người đều sợ bà ta. Cho dù là ông cụ Lâm cũng chưa bao giờ đánh bà ta. Lâm Lai Nghi đứng đó, cứng đờ như một bức tượng. Bà ta không hiểu tại sao một đứa cháu rể chưa vào nhà lại có gan dám đánh bà ta. Viên Quốc Thành lập tức đứng dậy, định vung tay đánh Lý Dục Thần một cái, nhưng nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Lý Dục Thần thì liền rút tay về. Cậu! Viên Quốc Thành run rẩy chỉ vào Lý Dục Thần. Lâm Lai Phong cũng đột ngột đứng dậy, tức giận nhìn Lý Dục Thần nói, Lý Dục Thần, cậu dám động vào chị tôi. Lý Dục Thần lạnh lùng nhìn ông ta, nói, hôm qua tôi đã đồng ý với ông sẽ thả con trai ông đi. Hôm nay tôi chỉ đồng ý với ông cụ Lâm rằng sẽ không so đo với bố con ông. Nhưng nếu như các người dám chọc tức tôi lần nữa thì các người cho rằng ông cụ Lâm có thể bảo vệ các người nổi không? Lâm Lai Phong trừng mắt oán hận nhìn Lý Dục Thần, trong mắt như sắp phun ra lửa. Ông ta đã nhẫn nhịn bao nhiêu năm nay, nếu không có tên nhóc chết tiệt này đột nhiên xuất hiện thì kế hoạch của ông ta suýt chút nữa đã thành công. Nhưng cuối cùng ông ta cũng ngồi xuống, vì ông ta biết mình đã không còn có cơ hội trở mình, rất có thể hôm nay sẽ là buổi họp mặt gia đình cuối cùng mà ông ta tham dự. Lâm Thu Thanh cũng đứng lên, lạnh lùng nói, Dục Thần, cậu làm gì vậy? Nơi này là từ đường. Không được làm bậy. Lý Dục Thần nói, không sao, miệng của người phụ nữ này quá bẩn thỉu, nếu như nhà họ Lâm không quản được thì để cháu quản thay. Lâm Thu Thanh không khỏi có chút tức giận. Không phải vì Lý Dục Thần đánh Lâm Lai Nghi, mà là vì thái độ của Lý Dục Thần. Đây nào phải là thái độ của con rể chưa vào cửa, đây rõ ràng là thái độ của chủ nhà luôn rồi.
Đến giờ khác này thì nhà họ Lâm cũng không thể ngồi yên được nữa, tất cả đều đứng dậy căm tức chừng mắt nhìn Lý Dục Thần. Trong từ đường của nhà họ Lâm, đứng trước bài vị của tổ tiên, anh đã dám tát chỉ cả nhà họ Lâm, hành động này không chỉ tát vào mặt Lâm Lai Nghi mà còn tát vào mặt tất cả mọi người trong nhà họ Lâm. Mau cút ra khỏi đây. Cậu là cái thá gì mà dám đánh chị cả của chúng tôi? Lâm Thu Thanh, ý của ông là gì? Ông cố ý tìm một người như vậy đến đây để sỉ nhục chúng tôi sao? Trong lúc nhất thời, đám đông đã rất phẫn nộ. Hầu hết những người này đều không biết chuyện gì đã xảy ra tối qua, chứ đừng nói đến việc tại sao Lâm Lai Nghi lại nhắm vào Lý Dục Thần. Hơn nữa bọn họ luôn tự cho mình là cao quý, từ đầu đã luôn tỏ ra xa cách và coi thường người con rể không có xuất thân tốt này. Sao họ có thể chịu được việc một đứa nghèo hèn dám tát chị cả cao quý của nhà họ Lâm bọn họ chứ? Một số người thậm chí còn chút giận lên Lâm Thu Thanh, lớn tiếng la hét yêu cầu ông ấy từ chức, bước xuống khỏi chiếc ghế gia chủ. Sắc mặt của Lâm Thu Thanh trầm xuống, không biết phải giải thích thế nào với mọi người. Ông ấy cũng cảm thấy rằng Lý Dục Thần đã hành xử quá đáng, không nể mặt ông ấy một chút nào. Nghiêm Tuệ Mẫn cũng rất lo lắng không biết phải làm thế nào. Tuy rằng việc Lâm Lai Nghi bị tát khiến cho bà ấy cảm thấy rất hả giận, nhưng dù sao bọn họ cũng đang đứng trong từ đường nhà họ Lâm, làm như vậy chẳng khác nào đắc tội với tất cả mọi người trong nhà họ Lâm, sau này làm sao Lý Dục Thần có thể bước vào nhà họ Lâm được. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nếu như chuyện này còn gây ảnh hưởng đến chồng của bà ấy thì đúng là mất nhiều hơn được. Ôi trời, đứa nhỏ này quả nhiên vẫn còn thiếu hiểu biết, thật quá bốc đồng. Chỉ có Lâm Mộng Đình hiểu rằng Lý Dục Thần không phải là người thiếu hiểu biết, cũng không phải do anh bốc đồng, anh chỉ đơn giản là không quan tâm đến thái độ của nhà họ Lâm, bao gồm cả thể diện của bố cô, Lâm Thu Thanh. Nhà họ Lâm ỷ mình giàu có nên quá đề cao bản thân, chưa từng nghĩ tới sẽ có người không coi trọng mình. Trên thực tế, ở thành phố Hòa này từ xưa đến nay cũng chưa từng có người nào dám như vậy. Mà hôm nay, người này đã xuất hiện. Người đó chính là Lý Dục Thần. Ngoại trừ Lâm Mộng Đình, em trai Lâm Vân ngồi bên cạnh cô có lẽ là người duy nhất trong căn phòng này không cảm thấy Lý Dục Thần quá quát. Cậu ta có chút tò mò nhìn Lý Dục Thần, trong ánh mắt thậm chí còn có chút sùng bái. Lâm Vân vẫn còn học trung học, đang trong độ tuổi nổi loạn. Từ nhỏ cậu ta đã không thích bà bác cả này, bà ta độc đoán chuyên quyền y hệt mụ phù thủy già. Nhưng là con trai nhà họ Lâm, Lâm Vân không thể làm gì khác. Cho dù không thích thì khi gặp mặt vẫn phải cung kính gọi bà ta là bác cả, nếu như giọng điệu có chút vô lễ thì cậu ta sẽ bị đám người lớn dạy dỗ. Hôm nay Lý Dục Thần đã làm một việc mà có nằm mơ cậu ta cũng không dám làm. Theo cậu ấy thấy thì Lý Dục Thần còn mạnh mẽ hơn mấy lực sĩ trên TV. Kể từ giờ khác đó thì Lâm Vân đã nhận người này làm anh rể. Cậu ta lặng lẽ kéo góc quần áo của Lâm Mộng Đình, sau đó bật ngón tay cái lên, làm mặt quỷ. Nhỏ giọng nói chị, anh rể thật lợi hại. Lâm Mộng Đình đang lo lắng nên trừng mắt liếc nhìn cậu ta một cái, nói, đừng lộn xộn. Chị, anh rể bị người ta công kích, chị không nói giúp anh ấy vài lời sao, Lâm Vân nói. Tất nhiên Lâm Mộng Đình muốn nói giúp cho Lý Dục Thần, nhưng trong từ đường của tổ tiên có rất nhiều trưởng bối, làm gì còn chỗ cho cô nói. Cô chỉ có thể quay sang mẹ mình xin giúp đỡ. Nhưng Nghiêm Tuệ Mẫn cũng không có biện pháp. Trong tình huống này bà ấy cũng không dám bao che, dù sao bà ấy cũng chỉ là con dâu của nhà họ Lâm. Hơn nữa bà ấy cũng cảm thấy hành động của Lý Dục Thần có vấn đề, chỉ vì muốn chút giận mà lại khiến mình rơi vào thế khó. Với tính cách như vậy thì sau này làm sao có thể bảo vệ Mộng Đình được? Một người không có nền tảng gì ngoài y thuật, đã được làm rể nhà giàu thì phải biết cụp đuôi, nếu không chỉ có hại chứ không được lợi ích gì. Nghiêm Tuệ Mẫn không muốn con gái mình phải sống khổ sở với một thanh niên bốc đồng như vậy. Bà ấy đã do dự không biết liệu có nên chấp thuận hôn sự này hay không. Hôm nay Lý Dục Thần đã chọc giận nhiều người, có lẽ bà ấy có thể nhân cơ hội này từ hôn, ông cụ chắc cũng sẽ không phản đối. Tất nhiên, bà ấy chỉ có thể nghĩ vậy thôi. Mọi chuyện còn tùy thuộc vào quyết định của chồng bà, là người đứng đầu nhà họ Lâm, Lâm Thu Thanh vào lúc này đang ở trong tình thế khó khăn nhất. Bảo vệ Lý Dục Thần đồng nghĩa với việc phải đối mặt với sự phẫn nộ của cả gia tộc. Nhưng nếu để Lý Dục Thần bị đuổi ra ngoài thì người làm gia chủ như ông ta chẳng khác nào là người nhu nhược. Mọi người đều biết Lâm Lai Nghi luôn ủng hộ Lâm Lai Phong,
cho dù là trong tối hay ngoài sáng đều cạnh tranh với Lâm Thu Thanh. Lúc này, những người la hét nhiều nhất vì hành vi của Lý Dục Thần đều là những người thân thiết với gia đình Lâm Lai Phong. Còn những người như Lâm Thu Phượng, Lâm Nguyệt Nga, mặc dù cũng cảm thấy bị sỉ nhục nhưng đều giữ im lặng. Lúc này, Lâm Lai Nghi mới hoàn hồn rồi gào lên, bảo vệ. Bảo vệ. Một vài nhân viên bảo vệ lao vào. Đánh gãy tay hắn ta cho tôi, Lâm Lai Nghi chỉ vào Lý Dục Thần nói. Mấy nhân viên bảo vệ không biết chuyện gì đã xảy ra, do dự không biết phải làm gì. Người thanh niên trước mặt không phải là người vừa được bà Lâm đích thân nghênh đón nồng nhiệt sao? Chuyện đó đã truyền đi trong khắp các nhóm bảo vệ ở đây rồi. Nhưng nhìn thấy sự phẫn nộ của người nhà họ Lâm, cuối cùng bọn họ cũng phải tới gần Lý Dục Thần. Chờ đã! Lâm Thu Thanh cuối cùng cũng lên tiếng. Lúc này ông ấy phải lên tiếng, nếu để cho Lâm Lai Nghi tùy ý ra lệnh đánh gãy tay Lý Dục Thần thì mặt mũi của một gia chủ như ông sẽ chẳng còn gì nữa. Chị cả, nơi này là từ đường, đứng trước bài vị liệt tổ liệt tông đánh người không ổn chút nào đâu. Ha ha, Lâm Thu Thanh, cậu vẫn còn nhớ mình là người nhà họ Lâm sao? Lâm Lai Nghi cười lạnh nói, tôi đánh người không ổn, còn nó thì có thể đánh tôi sao? Nhà họ Lâm bây giờ đã suy tàn đến mức bị một người ngoài đánh cũng không dám đánh lại sao? Hôm nay tôi không cần mạng của nó, nhưng phải bẻ gãy một tay của nó. Có bảo vệ nào của nhà họ Lâm có thể di chuyển không? Nếu không thì tôi sẽ gọi vệ sĩ của mình vào. Bà ta vừa nói ra lời này thì mọi người liền biết chuyện ngày hôm nay không thể kết thúc dễ dàng. Khi Lâm Lai Nghi gọi vệ sĩ vào, nhà họ Lâm hoàn toàn hỗn loạn. Đây là từ đường của nhà họ Lâm, Lý Dục Thần là con rể, chỉ chưa có hôn lễ mà bước vào còn bị lên án thì huống chi là vệ sĩ của bà ta. Vệ sĩ của Lâm Lai Nghi cũng chính là vệ sĩ của Viên Quốc Thành, thậm chí còn không thể bước vào cổng nhà họ Lâm chứ đừng nói đến bước vào từ đường của tổ tiên. Trên mặt Viên Quốc Thành lộ ra một tia hưng phấn. Nếu nhà họ Lâm xảy ra lục đục nội bộ thì ông ta có thể nhân cơ hội thu lấy quyền lực và tài sản của nhà họ Lâm, để nhà họ Viên tiến vào thị trường thành phố Hòa thì địa vị của ông ta trong nhà họ Viên sẽ tự nhiên tăng lên, có lẽ còn có cơ hội tranh giành vị trí gia chủ trong tương lai. Tên nhóc ngu ngốc này có lẽ chính là ngôi sao may mắn của ông ta. Viên Quốc Thành nhìn Lý Dục Thần, trong lòng thầm nghĩ như vậy. Mí mắt của Lâm Thu Thanh run lên. Ông ấy đương nhiên không thể để cho Lâm Lai Nghi mang theo vệ sĩ bước vào đây. Lúc này ông ấy chỉ có thể đưa Lý Dục Thần đi trước để làm dịu tình hình. Dù sao, nếu không có mệnh lệnh của ông ấy thì các nhân viên bảo vệ sẽ không bao giờ dám đánh gãy tay của Lý Dục Thần. Đưa cậu ấy ra ngoài trước đi, Lâm Thu Thanh ra lệnh. Không được, tôi nhất định phải đánh gãy tay nó, ngay tại chỗ này, ngay trước mặt tổ tiên, Lâm Lai Nghi kiên quyết nói. Viên Quốc Thành thì thầm điều gì đó vào tai Lâm Lai Nghi. Lâm Lai Nghi gật đầu, lớn tiếng nói, Lâm Thu Thanh, nếu như hôm nay cậu dám để cho tên nhóc này bình an ra ngoài thì tôi liền đập nát bài vị tổ tiên. Dù sao nhà họ Lâm cũng đã mất hết mặt mũi, còn cần gì bài vị tổ tiên nữa. Sắc mặt Lâm Thu Thanh tối sầm, ông ấy không ngờ Lâm Lai Nghi lại dám nói ra những lời ghê gớm như vậy. Đúng lúc này, chợt nghe ngoài cửa truyền đến một tiếng gầm. Để tôi xem ai dám. Người vừa lên tiếng chính là Lâm Thiền Minh. Ông ấy đẩy xe lăn bước vào, ông cụ Lâm Lâm Thượng Nghĩa thì đang ngồi trên xe lăn. Ngay khi họ bước vào, bầu không khí trong từ đường liền trở nên lặng ngắt như tờ. Sắc mặt của Lâm Thượng Nghĩa như phủ đầy băng giá. Ông cụ đã ở ngoài cửa được một lúc, có thể nghe thấy rõ ràng những gì đã xảy ra bên trong. Dục thần, hôm nay cậu đã tát vào mặt nhà họ Lâm rồi, ông cụ nói. Nghe thấy lời của ông cụ, Lâm Mộng Đình và tất cả mọi người bên nhà Lâm Thu Thanh đều lộp bộp trong lòng. Còn Lâm Lai Phong thì lại vui vẻ mừng rỡ. Ông ta cảm thấy có lẽ vận mệnh của mình sẽ có thay đổi trong hôm nay. Những người khác thì đều mang theo vẻ mặt châm chọc nhìn Lý Dục Thần. Bọn họ như thể đã nhìn thấy kết cục đáng thương của anh rồi vậy. Muốn trở thành con rể nhà họ Lâm là chuyện không thể, có thể giữ được cái mạng nhỏ này, e rằng đã là kết cục tốt nhất rồi. Lý Dục Thần chắp tay nói, thưa ông, cháu vô ý mạo phạm tổ tiên nhà họ Lâm, ra tay dạy dỗ người phụ nữ này, đơn thuần chỉ là vì miệng người này quá thúi. Nếu ông cảm thấy cháu làm thế đánh vào mặt mũi nhà họ Lâm vậy thì cháu xin lỗi ông. Anh vừa dứt lời thì một tiếng cười châm chọc vang lên. Vừa nãy không phải còn rất lợi hại à, cứ tưởng là trâu bò thế nào, chỉ vậy thôi sao?
Còn có thể thế nào nữa, anh nghĩ cậu ta là ai chứ, cũng chỉ là một tên xuất thân thấp kém. Mộng Đình là cô gái tốt cỡ nào, đây là thể diện của nhà họ Lâm, sao có thể gả cho tên này được. Đúng vậy, ông cụ chắc chắn là nhất thời hồ đồ, hôm nay đã tỉnh ngộ rồi, đúng lúc nhân cơ hội này đuổi ra ngoài. Sao đuổi ra ngoài đơn giản thế được, anh chờ xem, lát nữa chỉ cả xử lý anh ta ra sao, có thể thoi thóp thở được cũng là mạng lớn rồi. Ngay khi mọi người muốn nhìn thấy Lý Dục Thần bẽ mặt thì lời tiếp theo của ông cụ Lâm lại khiến tất cả mọi người sững sờ. Đánh hay lắm. Ông cụ bỗng nâng cao giọng, lạnh lùng nhìn đám người đang kinh ngạc trong từ đường. Dưới cái nhìn của ông cụ, mọi người cứng đờ tựa như hóa đá. Không một ai dám lên tiếng, chỉ nghe thấy tiếng tim đập thình thịch. Nhà họ Lâm bao nhiêu năm rồi chưa bị người ta tát vào mặt. Sống cũng quá sức thoải mái rồi đấy. Chú! Gương mặt Lâm Lai Nghi lúc trắng lúc đỏ, đừng thấy bà ta tự cho mình là chị cả ở nhà họ Lâm, gặp ai cũng hất mặt chỉ tay năm ngón mà lầm, ở trước mặt ông cụ thì cũng không dám lỗ mãng gì. Một người ngoài như cậu ta sao có thể bước vào từ đường được chứ? Cháu chẳng qua chỉ nói hai câu thôi là đã bị cậu ta đánh rồi. Cháu mất mặt không quan trọng, nhưng đây là mặt mũi nhà họ Lâm. Nhà họ Lâm còn có mặt mũi sao? Lâm Thượng Nghĩa lớn tiếng nói, vẻ mặt tức giận. Mọi người đều không biết đã xảy ra chuyện gì, sao ông cụ lại tức giận như vậy? Chỉ có Lâm Lai Phong giật mình trong lòng, biết hôm nay mình không thể thoát được rồi. Người là do tôi dẫn vào, cái mạng già của tôi đây là do cậu ấy kéo về từ tay Diêm Vương, hôm nay trong nhà họp mặt gia tộc, tôi sợ cái thân già của mình không chịu nổi nên nhờ Lý Dục Thần đến châm huyệt cho tôi. Nếu như vậy cũng tính là vi phạm quy tắc nhà họ Lâm vậy thì lỗi sai là ở tôi. Tự tôi sẽ tạ tội với liệt tổ liệt tông, các người chê tôi sống lâu quá đúng không? Không cần vội như vậy, tôi hơn 80 rồi, sống không được mấy ngày nữa đâu. Chú, cháu không có ý này, Lâm Lai Nghi tủi thân nói. Bố, Lâm Thu Thanh cúi đầu nói, là do con không quản lý tốt gia đình, khiến bố phải bận tâm. Lâm Thượng Nghĩa xua tay, được rồi, bố cũng không trách các con. Tệ nạn quốc gia kéo dài cũng không thể xử lý ngày một ngày hai. Vấn đề nhà họ Lâm, bố có trách nhiệm. Vì vậy hôm nay, bố muốn tuyên bố vài chuyện, xem như là làm rõ ràng với con cháu Lâm Thị. Lời của ông cụ nghe như có ý dặn dò chuyện hậu sự, điều này khiến bầu không khí tại từ đường bỗng trở nên nặng nề, mọi người cũng chẳng thở mạnh. Lâm Thượng Nghĩa thở dài một tiếng, sau đó vẫy tay với Lý Dục Thần, đến giúp tôi châm huyệt đi. Lâm Thiền Minh lấy bộ dụng cụ châm cứu đã chuẩn bị sẵn. Lý Dục Thần tiến lên, ở trong chính từ đường, trước mặt mọi người, anh bắt đầu châm cứu cho Lâm Thượng Nghĩa. Lần này, anh cũng không dùng thủ pháp gì đặc biệt, chỉ là châm cứu bình thường mà thôi. Vừa nãy ở phòng nghỉ, anh đã truyền chân khí vào, vì vậy cũng không cần phải thêm nữa, hiện tại chỉ là dùng kim châm huyệt giúp ông cụ vận hành khí, để chân khí trong cơ thể phân tán tốt hơn, nuôi dưỡng tứ chi và lục phủ ngũ tạng của ông cụ. Không lâu sau, sắc mặt Lâm Thượng Nghĩa đã hồng hào, ánh mắt cũng minh mẫn hơn. Lý Dục Thần cất kim châm cứu. Lâm Thượng Nghĩa từ trên xe lăn đứng dậy. Vóc dáng ông cụ cao lớn, tuy đã có tuổi nhưng phong độ vẫn bất phàm, chỉ đứng đó thôi cũng đã có khí thế không giận tự uy. Lúc này mọi người mới tin rằng Lý Dục Thần thật sự là do ông cụ mời đến để trị liệu cho mình. Bệnh tình ông cụ nghiêm trọng, mấy ngày trước gần như đã bước nửa chân vào quỷ môn quan, người trong nhà đương nhiên đều biết. Nhưng ngoài những người thân cận thì có rất ít người biết chuyện Lý Dục Thần trị bệnh cho ông cụ, cho dù có nghe nói thì cũng chỉ cho rằng đó là lời đồn thổi. Không ngờ tên này thật sự có năng lực kỳ diệu như thế, chẳng trách lại được ông cụ coi trọng. Lúc này, không ít người đã thay đổi thái độ đối với Lý Dục Thần. Lâm Lai Nghi tuy tức giận nhưng lúc này cũng không thể thể hiện ra ngoài. Nếu tiếp tục làm khó Lý Dục Thần thì sẽ ảnh hưởng đến việc chữa trị cho ông cụ. Một khi ông cụ có chuyện gì thì bà ta cũng sẽ trở thành tội nhân của nhà họ Lâm. Nhưng bà ta nào phải người chịu thiệt, bị tát một cái, hiển nhiên bà phải đòi lại món nợ này. Trong lòng bà ta đã tử hình Lý Dục Thần vô số lần, chỉ là kéo dài nó thêm vài ngày mà thôi. Bố, bố có gì cứ dặn dò đi, chúng con đều nghe, Lâm Thu Thanh nói. Lâm Thượng Nghĩa gật đầu nói, hôm nay chủ yếu có hai chuyện. Chuyện thứ nhất, là xử lý ăn trộm. Ăn trộm. Đa phần mọi người đều không biết tối qua xảy ra chuyện gì, vì vậy vừa nghe ông cụ nói ăn trộm thì đều cảm thấy kỳ lạ. Thiền Minh,
cậu tuyên bố đi. Lâm Thượng Nghĩa có phần mệt mỏi nói. Lâm Thiền Minh tiến lên phía trước, ở trước mặt mọi người chỉ vào Lâm Lai Phong nói, nghịch tử nhà họ Lâm Lai Phong, cấu kết với người ngoài, thông đồng với kẻ gian, dùng vu thuật làm hại đến tính mạng ông cụ, chứng cứ rõ ràng, hôm nay ở từ đường Lâm Thị, ở trước mặt liệt tổ liệt tông, thực hiện gia pháp. Lâm Lai Phong, có lời gì muốn nói không? Bên dưới, mọi người bắt đầu xôn xao bàn tán. Mọi người đều biết Lâm Lai Phong là một trong những người mà ông cụ Lâm tín nhiệm nhất, đồng thời cũng là ứng cử viên nặng ký cho vị trí người đứng đầu gia tộc họ Lâm. Thậm chí còn có tin đồn rằng ông cụ muốn truyền lại vị trí gia chủ cho Lâm Lai Phong. Hơn nữa ông ta còn có một đứa con trai thiên tài ở Đông Doanh, được cả gia tộc gửi gắm rất nhiều kỳ vọng, sớm muộn gì ông ta cũng sẽ kế thừa gia nghiệp. Ông ta cấu kết với người ngoài, làm thế vì mục đích gì? Lâm Lai Phong ngồi ở hàng đầu tiên, ông ta vẫn còn ôm trong lòng một tia hy vọng, nhưng khi nghe thấy những lời từ chối nghiêm khắc của Lâm Thiền Minh cùng với yêu cầu thi hành gia pháp, cuối cùng ông ta cũng sợ hãi quỳ rạp xuống. Chú, cháu sai rồi, cháu nhận tội, nhưng cháu thật sự không cấu kết với người ngoài, càng không nghĩ đến việc sẽ muốn lấy mạng chú. Lâm Thượng Nghĩa trầm giọng nói, nếu đã biết lỗi của mình, vậy trước mặt mọi người ở đây, trước mặt liệt tổ liệt tông, cháu hãy nói xem cháu đã sai ở đâu. Vâng. Lâm Lai Phong quỳ trước bài vị tổ tiên kể lại việc mình đã bị người nhà họ Triệu che mắt, lấy lý do xem bói đoán mệnh để lừa lấy ngày sinh tháng đẻ của ông cụ, rồi lại dẫn vu sư đến nhà xem phong thủy, và cuối cùng khiến ông cụ bị chúng tà thuật suýt chút nữa thì mất mạng. Ông ta không hề giấu giếm, bởi vì ông ta biết căn bản mình sẽ chẳng thể giấu được, chỉ bằng thành thật nói ra, thái độ thành khẩn, có lẽ có thể chiếm được một chút cảm thông. Bốp, bốp, bỗng có tiếng tát bôm bốp vang lên trong sảnh từ đường. Đó chính là tiếng Lâm Lai Phong đang tự đánh mình. Đủ rồi, Lâm Thượng Nghĩa ngăn lại, đang ở trước mặt tổ tông, đừng có mà diễn trò nữa. Thiền Minh, chiếu theo gia quy, chúng ta nên xử trí như thế nào đây? Lâm Thiền Minh nói, theo quy định của nhà họ Lâm, những người phản bội gia tộc đều sẽ bị dìm xuống sông tới chết. Lâm Lai Phong sợ đến mức cơ thể mềm nhũn, ngã quỵ xuống đất. Chú, nể mặt bố cháu, xin hãy tha thứ cho cháu. Nhiều người ở phía dưới cũng bắt đầu cầu xin cho Lâm Lai Phong. Chú ơi, chuyện này không thể trách Lai Phong hoàn toàn, đều là do nhà họ Triệu dở trò quỷ quyệt. Đúng đó, Lai Phong đã mắc mưu của nhà họ Triệu, lần này hãy tha thứ cho cậu ấy đi. Ông cụ lại làm như không nghe thấy gì, dáng vẻ mệt mỏi, ông ta khẽ nhắm mắt lại. Lâm Thu Thanh cau mày, với tư cách là người đứng đầu gia tộc, địa vị của ông ta chỉ đứng sau ông cụ trong gia tộc họ Lâm, vì vậy lời nói của ông ta rất quan trọng vào lúc này. Nhưng ông ta lại có vẻ không thể nhìn thấu tâm tư của bố mình. Rốt cuộc là muốn Lâm Lai Phong chết hay là tha cho đối phương một mạng? Nếu như muốn Lâm Lai Phong chết, không cần phải khiến chuyện trở nên phức tạp như vậy, chỉ cần để Lâm Thiền Minh lập tức thi hành gia pháp là được. Nhưng nếu muốn thả đối phương đi thì cũng không nên tuyên bố cho mọi người ngay trước từ đường tổ tông, chờ mọi người cầu xin thay ông ta. Lúc này, ông cụ mở mắt ra, nhìn Lý Dục Thần ở bên cạnh hỏi. Dục Thần, cậu cảm thấy tôi nên làm gì đây? Bất chợt, Lâm Thu Thanh hiểu ra, những gì ông cụ làm hôm nay hoàn toàn là vì Lý Dục Thần. Làm thế này là để cho Lý Dục Thần có cơ hội thu phục lòng người. Từ đó anh có thể danh chính ngôn thuận bước chân vào nhà họ Lâm mà không ai có thể nói lời nào. Có hôn ước 18 năm trong tay, lại có công cứu mạng ông cụ, từ đó có thể làm bẽ mặt chỉ cả nhà họ Lâm. Giờ đây, tính mạng của anh cả nhà họ Lâm cũng chỉ định đoạt bằng một câu nói của Lý Dục Thần. Chỉ cần anh nói một lời, hãy thả Lâm Lai Phong đi, từ giờ trở đi, trên dưới nhà họ Lâm không ai có thể nói nửa chữ không đối với anh. Vừa có uy lại có đức. Cách này của ông cụ thực sự cao minh. Nhưng tại sao Lâm Thu Thanh lại cảm thấy đây không giống như chọn con rể, mà đang giống chọn người thừa kế hơn? Mọi người đều dồn ánh mắt nhìn Lý Dục Thần. Mặc dù hầu hết đều không hiểu tại sao ông cụ lại hỏi ý kiến của Lý Dục Thần, nhưng họ đều có thể thấy được việc ông cụ Lâm rất coi trọng anh. Và những lời tiếp theo của anh có thể quyết định sự sống hay cái chết của Lâm Lai Phong. Trong gia tộc họ Lâm, địa vị của Lâm Lai Phong có thể xếp vào hàng thứ ba. Tức là người đứng thứ ba trong dòng họ Lâm, nhưng bây giờ vận mệnh của ông ta lại nằm trong tay một thanh niên ngoài tộc, điều này khó tránh khỏi có chút kỳ lạ. Nhưng lúc này, không ai dám chất vấn điều gì. Trong ánh mắt của Lâm Lai Phong hiện lên một vẻ van xin,
nhưng ông ta không dám nhìn thẳng vào Lý Dục Thần. Ngay cả Lâm Lai Nghi cũng hơi căng thẳng, cơ thể bà ta không ngừng run lên cầm cập. Bà ta không bao giờ ngờ được rằng, cuối cùng mạng sống của em trai mình lại rơi vào tay Lý Dục Thần. Lý Dục Thần rất bình tĩnh. Khi ở trong phòng nghỉ bên cạnh, anh đã hứa với ông cụ rằng chỉ cần Lâm Lai Phong và con trai ông ta không chủ động khiêu khích, gây sự với anh sẽ bỏ qua cho họ. Lúc này, đương nhiên anh sẽ không dậu đổ bìm leo mà đoạt lấy mạng ông ta. Nhưng đệ tử Thiên Đô chỉ hành động theo trái tim, ngay cả khi anh biết được ý định của ông cụ Lâm, anh cũng sẽ không chủ động lấy lòng người trong gia tộc họ Lâm. Đây là chuyện của nhà họ Lâm, không liên quan đến cháu, ông thích xử thế nào thì xử. Không liên quan gì đến cậu, Lâm Thượng Nghĩa nở nụ cười hờ hững nhìn anh rồi nói, cậu không phải người nhà họ Lâm sao? Hay là, cậu không muốn làm người nhà họ Lâm? Lý Dục Thần mỉm cười, cháu họ Lý, là người nhà họ Lý. Câu trả lời này làm đám đông xôn xao. Có người tiếc nuối thay anh, lời ông cụ nói đã quá rõ ràng, thằng nhóc này còn không biết nắm bắt cơ hội. Cũng có kẻ hả hê, đúng là thằng ngu, phú quý ngay trước mặt rồi mà còn không muốn. Lâm Lai Nghi cười lạnh một tiếng, hay cho một người nhà họ Lý. Đừng nói dễ nghe thế, định vờ tha để bắt sao, muốn trở thành con rể nhà họ Lâm thì cứ làm, cần gì nói người nhà họ Lý này kia nọ. Tôi coi thường loại người làm đờ sao mà còn muốn được lập đền thờ nhất đó. Lý Dục Thần chẳng thèm nhìn bà ta cái nào. Lâm Lai Nghi cảm nhận được sự khinh miệt tới từ đối phương, trong lòng giận dữ nhưng vừa rồi đã bị bẽ mặt, bà ta không dám nói gì quá đáng hơn. Chỉ có thể thầm thề rằng tuyệt đối không để Lý Dục Thần trở thành con rể nhà họ Lâm. Không được ông cụ che chở, tên này chỉ là châu chấu sau thu, nhảy nhót được bao nhiêu ngày nữa đâu. Sớm muộn gì tên này cũng rơi vào tay bà ta, dễ dàng bóp chết thôi. Đang lúc mọi người cho rằng ông cụ Lâm sẽ nổi giận vì những lời không kiêng nể gì của Lý Dục Thần thì Lâm Thượng Nghĩa lại cười ha hả. Họ Lý, ha ha, tốt tốt tốt, rất có phong độ khí phách của ông nội cậu năm ấy, quả nhiên tôi không nhìn nhầm người, ha ha. Tiếng cười của ông cụ Lâm làm mọi người không hiểu ra sao. Tim Lý Dục Thần hơi run rẩy. Không biết người ông nội mà ông cụ vừa nhắc tới là Lâm Hữu Toàn ở thành phố Hòa hay gia chủ Lý Thiên Sách của nhà họ Lý tại thủ đô năm xưa. Cậu họ Lý, không sai. Nhưng cậu đừng quên trong tay mình còn một hôn ước, bên trên có dấu tay của ông nội cậu và tôi. Theo ước hẹn, ít nhất cậu cũng đã là nửa người nhà họ Lâm rồi. Lâm Thượng Nghĩa dừng một chút mới nhìn thoáng qua Lý Dục Thần. 18 năm trước, tôi và một ông bạn già, chính là ông nội của Lý Dục Thần đã thiết lập một hôn ước. Theo ước định, đợi cháu gái Lâm Mộng Đình trưởng thành, tôi sẽ gả con bé cho Lý Dục Thần. Tuy nhiều người nhà họ Lâm đã biết chuyện này nhưng nó vẫn khá khác khi nghe qua miệng ông cụ Lâm. Lâm Lai Nghi nhíu mày, tự hỏi phải làm sao để ngăn cản hôn ước này. Mà Nghiêm Mẫn Tuệ lại tỏ ra mừng rỡ vì ông cụ nhắc tới mối hôn nhân này ngay ở từ đường, đây là lần đầu tiên xảy ra việc như thế. Hiển nhiên việc hôn nhân này rất quan trọng, mà nhờ vậy, địa vị của chồng mình sẽ càng thêm vững chắc. Mộng Đình. Lâm Mộng Đình nghe thấy ông nội gọi mình. Cô cúi đầu, trong lòng rối bời, nhất thời không biết nên làm sao mới đúng. Nghiêm Tuệ Mẫn nhẹ nhàng kéo cô một gái, ông cụ gọi con kìa. Lâm Mộng Đình ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt ấm áp của ông nội, còn có Lý Dục Thần bên cạnh, ánh mắt anh cũng ôn hòa vô cùng. Có thêm thứ gì đó khiến tim cô cứ nhảy loạn xạ cả lên. Mộng Đình, cháu tới đây, Lâm Thượng Nghĩa nói. Lâm Mộng Đình đứng lên, dưới cái nhìn soi mói của cả gia tộc, cô tới cạnh Lâm Thượng Nghĩa, đứng cùng với Lý Dục Thần. Cô cảm thấy đang có vô số con mắt nhìn chằm chằm như muốn đốt cháy gương mặt mình. Nhiều năm qua, cô chưa từng có cảm giác này. Lâm Thượng Nghĩa nhìn hai người, trên gương mặt già nua là nụ cười. Đúng là cặp đôi trời sinh. Ông ta thấy may mắn vì mình đã có quyết định chính xác vào năm đó. Bố, Lâm Thu Thanh do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn đứng ra nói, Mộng Đình còn đang đi học, bây giờ nhắc tới chuyện cưới xin, có phải là hơi sớm không ạ? Lâm Thượng Nghĩa gật đầu, bố biết, nên bố định cho họ đính hôn trước. Bố già rồi, không biết còn sống được mấy ngày, chỉ mong là lúc còn sống có thể tổ chức cho hai đứa nhỏ một bữa tiệc đính hôn nở mày nở mặt, ba ngày sau làm luôn, mấy đứa thấy sao? Không ai phản đối, mọi người đều thấy được là ông cụ đã có kế hoạch sẵn rồi. Mặt khác, tôi còn muốn tuyên bố một sự kiện. Tôi đã lập di chúc, sau khi hai đứa nhỏ kết hôn,
tôi sẽ giao một nửa tài sản cho họ quản lý, Lâm Thượng Nghĩa thông báo. Hả? Lúc này, mọi người thật sự bị chấn động. Tuy nói là giao cho quản lý, là khái niệm hoàn toàn khác với tặng, trước là quyền kinh doanh, sau là tất cả quyền lợi. Nhưng dù sao đó cũng là một nửa gia sản của nhà họ Lâm. Dù là gia chủ hiện tại Lâm Thu Thanh, chính ông ta cũng không có quyền kiểm soát một nửa gia sản nhà họ Lâm. Hơn nữa, ông cụ không thể chỉ cho quyền kinh doanh mà không cho chút quyền sở hữu gì. Có được quyền kinh doanh nửa gia sản thì ít nhất cũng phải có 10% quyền sở hữu, bằng không quyền kinh doanh này chỉ là lời hứa suông. Ngay cả Lâm Thu Thanh cũng bị quyết định của ông cụ hù dọa. Ông ta không biết mình nên vui mừng hay lo lắng. Con rể và con gái có được quyền sử dụng nửa gia sản của nhà họ Lâm, cộng thêm cổ quyền mà họ sắp có, quyền lực nhà họ sẽ đứng đầu ở trong dòng tộc, chẳng ai dao động được. Mà ông cụ bố trí như vậy, xem ra là sẽ không cho cháu trai tại Đông Doanh cơ hội nào nữa. Cũng vì thế, Lâm Thu Thanh lại cảm thấy xấu hổ. Ông ta làm gia chủ mà quyền kiểm soát gia sản còn thua con gái và con rể. Nếu con rể và con gái đồng lòng với ông ta thì chẳng vấn đề gì, lỡ đâu Lý Dục Thần có ý nghĩ khác thì sao? Trong việc này, gần như tất cả đều không ủng hộ, bao gồm Lâm Thu Thanh và Nghiêm Tuệ Mẫn. Nhưng nhìn thấy ánh mắt kiên định của ông cụ và bài vị tổ tiên nhà họ Lâm, không ai dám phát ra tiếng. Sao, các người cũng không đồng ý? Lâm Thượng Nghĩa cười lạnh. Tôi biết các người sẽ không đồng ý, nên tôi chỉ thông báo chứ không phải tìm các người thương lượng. Giọng điệu của ông cụ Lâm không cho phép mọi người nghi ngờ. Dục Thần, bây giờ cậu đã là người nhà họ Lâm. Ông cụ mỉm cười nhìn Lý Dục Thần. Không, Lý Dục Thần kiên định nói, ông cụ Lâm, việc này thì thứ lỗi cháu không thể nghe theo. Tất cả mọi người đều xôn xao. Không ai ngờ được rằng Lâm Dục Thần sẽ từ chối. Không ít người mơ được làm con rể nhà họ Lâm đâu, thân phận tên này thấp kém như vậy vậy mà dám từ chối. Hả? Hiển nhiên Lâm Thượng Nghĩa cũng bất ngờ, cậu không đồng ý. Cậu không vừa mắt nhà họ Lâm, hay là chướng mắt Mộng Đình? Lâm Mộng Đình mím môi, cúi đầu, không hiểu sao sống mũi cô hơi cay, viền mắt tự nhiên có chút ẩm ướt. Lý Dục Thần lắc đầu, đều không phải. Vậy thì tại sao? Thưa ông, cháu đã từng nói với ông là cháu đến thành phố Hòa để từ hôn. Lý Dục Thần ngừng một chút, trước những ánh mắt kinh ngạc của người nhà họ Lâm, anh tiếp tục nói. Lý do rất đơn giản thôi, cháu không muốn làm rể nhà họ Lâm. Cháu là người nhà họ, dù ông cho cháu bao nhiêu tiền, bao nhiêu cổ phần, cháu cũng sẽ không nhận. Nếu muốn cưới Mộng Đình, cháu sẽ đường đường chính chính đến cầu hôn để Mộng Đình gả vào nhà họ Lý, chứ không phải đến ở rể nhà họ Lâm. Lâm Thượng Nghĩa gật đầu. Chàng trai trẻ, có chí khí là tốt nhưng cậu phải nhìn vào thực tế. Thời buổi bây giờ, cậu có bản lĩnh nhưng không có tiền thì cũng rất khó phát huy. Cậu muốn đường đường chính chính đến cầu hôn cháu gái nhà họ Lâm, chỉ sợ không dễ dàng như vậy đâu. Lý Dục Thần cười nói, cho cháu chút thời gian, cháu nhất định sẽ làm được. Lâm Lai Nghi cười to, đồ não tàn. Cho cậu thời gian, bao nhiêu mới đủ, 3 năm, 10 năm, hay là 30 năm? Cậu biết nhà họ Lâm có bao nhiêu của cải không? Cậu biết địa vị của nhà họ Lâm ở thành phố Hòa, thậm chí là ở khắp tỉnh Nam Giang cao cỡ nào không? Chú à! Cái tên ngông cuồng này vốn không xứng làm con rể nhà họ Lâm chúng ta. Cậu ta dám đánh vào mặt cháu ở trước mặt liệt tổ liệt tông nhà họ Lâm, cũng đánh vào mặt người nhà họ Lâm. Hôm nay, không thể để cậu rời khỏi đây. Lâm Thượng Nghĩa cũng nói, phải đấy, Dục Thần, cậu không làm rể nhà họ Lâm thì chuyện mất mặt này, tôi tuyệt đối không ra mặt giúp cho cậu. Lý Dục Thần nhếch môi, đừng phí công nữa. Hiện giờ cháu chỉ quan tâm một việc thôi. Anh quay lại nhìn Lâm Mộng Đình. Mộng Đình, cô bằng lòng chờ tôi chứ? Hả? Lâm Mộng Đình giật mình, không ngờ được Lý Dục Thần sẽ hỏi thẳng ra như vậy. Sẽ không lâu đâu, Lý Dục Thần nói, nếu cô bằng lòng, đợi tôi 3 tháng. 3 tháng sau, tôi sẽ đường đường chính chính đến hỏi cưới cô, tôi muốn dùng năng lực của mình tổ chức cho hai chúng ta một buổi tiệc đính hôn linh đình. Tôi, tim Lâm Mộng Đình khẽ rung động, ngay cả ngón tay cũng đang run. Tôi đồng ý. 3 tháng. Không ai tin lời Lý Dục Thần. Nói đùa gì vậy, Lâm Lai Nghi chế giễu cười, cậu nghĩ đang chơi đồ hàng hay sao, có biết người nhà họ Lâm phải phấn đấu qua bao thế hệ mới có được như ngày hôm nay không? Tôi biết cậu hiểu chút y thuật, có
có thể kiếm ra nhiều tiền nhưng số tiền đó chẳng là gì so với những gia đình giàu có. Ba tháng có thể làm được gì? Cậu định mở phòng khám, hay là đi bán thuốc dởm? Lời của bà ta khiến mọi người cười theo. Quả thực, không ai có thể trở nên giàu có từ một tên nghèo kiết xác chỉ trong 3 tháng. Hào môn khác với nhà giàu sổi, phải tích lũy mới có được. Vậy nên ngay cả khi Lý Dục Thần luôn may mắn, mỗi lần mua xổ số đều trúng độc đắc thì trong 3 tháng, anh cũng chỉ có thể trúng độc đắc vài chục lần, toàn bộ số tiền đó gộp lại cũng chẳng là cái thá gì ở trong mắt nhà giàu. Lâm Thượng Nghĩa cũng không khỏi nhíu mày. Thằng nhóc này, quá ngạo mạn rồi. Nhưng ông ta vẫn khâm phục Lý Dục Thần, bao gồm cả việc cậu ta đến thành phố Hòa để hủy hôn, nói đúng ra thì cậu ta không phải hạng người tham lam. Nhưng bây giờ xem ra, thằng nhóc này có chút không biết trời cao đất rộng. Gia tộc họ Lý năm đó huy hoàng cỡ nào? Muốn phục hưng lại, đừng nói là một gia tộc, dù là cả một đất nước cũng phải biết giấu mình chờ thời. Nhà họ Lý ngày nay chỉ còn lại một mình cậu ta, càng nên lợi dụng tất cả những gì có thể lợi dụng, lôi kéo tất cả những gì có thể lôi kéo thì mới có một chút hy vọng phục hưng. Nhưng với tính tình kiêu căng này của Lý Dục Thần, chỉ sợ sẽ khó làm được việc lớn. Lâm Thượng Nghĩa mang ơn nhà họ Lý rất nhiều, không nỡ nhìn Lý Dục Thần đi sai đường. Dục Thần, làm người phải hiểu rõ bản thân, cậu có bản lĩnh, có chí khí, tôi tin trong tương lai cậu sẽ làm nên việc. Nhưng 3 tháng quá ngắn, với lại, làm rể nhà họ Lâm, cậu cũng không cần đổi họ, cậu vẫn mang họ Lý, vẫn là con cháu của nhà họ Lý cơ mà, việc này càng không ảnh hưởng đến việc chấn hưng nhà họ Lý, sau này cậu chắc chắn có thể dẫn Mộng Đình theo. Ông cụ nói ra lời này đã là hết lòng hết dạ, thậm chí bên trong còn có chút cầu xin. Nếu Lý Dục Thần còn không đồng ý thì đúng là không biết điều. Nhưng anh có quyết tâm của mình, là đệ tử Thiên Đô, hiện nay lại biết lai lịch của bản thân, anh càng không thể làm con rể nhà họ Lâm. Ông ơi, cảm ơn ông, nhưng ý cháu đã quyết, ông không cần nói nữa. Cậu thật sự tính chỉ dựa vào bản thân thôi sao? Phải, Lý Dục Thần kiên quyết, nếu ngay cả một bữa tiệc đính hôn mà cháu cũng không thể làm một cách đường hoàng. Phải nhờ người khác tổ chức dùm thì nói gì đến chấn hưng gia nghiệp nữa. Lâm Thượng Nghĩa gật đầu, được, có chí khí. Vậy tôi cho cậu 3 tháng sau, nếu cậu không làm được như đã nói, chuyện hôn sự này sẽ bị hủy. Đến lúc ấy, nếu cậu vẫn muốn làm rể nhà họ Lâm, tôi cũng sẽ không cho cậu cơ hội nào nữa đâu. Lâm Mộng Đình không khỏi có chút lo lắng. Chỉ 3 tháng, anh ấy thật sự làm được sao? Nhưng gương mặt và ánh mắt toát ra sự tự tin như vậy, cô còn lý do gì để nghi ngờ nữa? Ngay từ lúc cô nói tôi đồng ý, cô đã biết mình cần phải tin tưởng vào người đàn ông này vô điều kiện. Đồng thời cũng phải vô điều kiện lựa chọn người đàn ông này. Chẳng cần biết sau 3 tháng anh có thành công hay không, cô nhất định sẽ đi theo anh. Thế là ánh mắt của cô cũng trở nên kiên định hơn. Lý Dục Thần cảm thấy được sự thay đổi của Lâm Mộng Đình. Đem tầm mắt hướng về phía cô. Ánh mắt hai người đối diện giống như ánh sáng của mặt trăng và mặt trời giao nhau. Mềm mại, nóng bỏng đan xen. Màu mây từ đó mà sinh ra, trời đêm từ đó mà sáng hẳn lên. Tuy nhiên, ngoài hai người họ, những người khác đều cảm thấy hôn ước này e là không thành. Lâm Mộng Đình là con gái gia chủ nhà họ Lâm, là viên ngọc quý báu của thành phố Hòa. Không có ông cụ Lâm chống lưng, Lý Dục Thần căn bản không thể cưới Lâm Mộng Đình. Nhiều người đang cân nhắc liệu có nên giới thiệu vài cậu ấm cho Lâm Mộng Đình hay không, thế thì 3 tháng sau, người của họ có thể xí phần trước. Quyền kinh doanh một nửa tài sản nhà họ Lâm, miếng mồi ngon này, ai cũng muốn giành lấy. Chẳng lẽ Lý Dục Thần là con rể thì cho mà người khác thì không sao? Nếu không được một nửa, 1/3, 1/10 gì đó chẳng lẽ không được? Bao gồm cả Lâm Thu Thanh cũng có ý định này. Ông ta đang nghĩ nên tìm ai làm con rể mới đồng lòng với mình. Ngay cả Viên Quốc Thành cũng có tính toán riêng, nhỏ giọng nói với Lâm Lai Nghi. Anh thấy thằng nhóc này không được rồi, chỉ bằng giới thiệu Thế Kiệt cho Mộng Đình, em thấy vậy có được không? Lâm Lai Nghi đáp, cũng được đấy, nhưng cháu trai của anh không được học hành tử tế, người trong nhà em chưa chắc đã ưng đâu. Hừ, nhà họ Lâm ở thành phố Hòa tuy giỏi giang. Nhưng so với nhà anh thì vẫn còn thua xa, hơn nữa Thế Kiệt còn là con trai trưởng, sao mà họ dám không ưng, Viên Quốc Thành cười nhạt. Lâm Lai Nghi thấy lời nói của chồng cũng có lý, nếu tác thành được cho Viên Thế Kiệt và Lâm Mộng Đình,
dù là đối với Lâm Lai Nghi hay Viên Quốc Thành, chuyện này đều có lợi chứ không hại gì. Bà ta nhìn sang Lý Dục Thần nghiến răng ghét bỏ. Chú, nếu tên này đã không biết tốt xấu, chúng ta cũng không cần khách sáo nữa. Cậu ta đã không muốn nhận là người nhà họ Lâm, ban nãy còn đánh vào mặt cháu, cũng đánh vào mặt mũi nhà họ Lâm. Nhà họ Lâm bị người ngoài bôi bác như thế, không lý mà không đòi lại công bằng, mọi người nói có phải không? Mọi người cũng cảm thấy Lý Dục Thần quá kiêu ngạo, không để ai vào mắt, càng nhìn càng thấy anh chướng mắt họ, thi nhau hùa theo lời Lâm Lai Nghi. Đúng đấy, đòi lại công bằng, không để cho cậu ta sống yên ổn, để coi thằng nhóc này còn ngông được nữa không? Không cần xuống tay nặng như vậy, đánh cho tàn phế, 3 tháng sau chúng ta làm sao có trò vui để xem. Ha ha ha, anh còn muốn xem trò vui gì nữa, không cần đến 3 tháng. Anh có tin chỉ 3 tuần thôi là cậu ta đã chạy mất dép rồi không? Các người làm cái trò gì vậy? Lâm Thượng Nghĩa lớn tiếng quát. Thấy ông cụ tức giận, mọi người đều ngậm miệng. Chỉ là trên mặt vẫn lộ rõ vẻ không phục. Lâm Thượng Nghĩa thở dài, nói với Lý Dục Thần, cậu không chấp nhận làm rể nhà họ Lâm, tôi cũng không thể dung túng cậu nữa. Hôm nay cậu làm mất mặt nhà họ Lâm, e là phải có một lời giải thích đàng hoàng. Đương nhiên. Vì cậu đã cứu mạng tôi, chỉ cần cậu còn ở đây, tôi tuyệt đối không để ai làm hại cậu. Nhưng mà, bước ra khỏi nhà họ Lâm, người khác muốn làm gì cậu, tôi cũng không quản được. Lâm Lai Nghi vui mừng, không có ông cụ bảo vệ, tên nhóc này đã thành thịt nằm trên thớt, lúc nào cũng có thể bị giết. Bà ta xoa má, nỗi nhục nhã và uất hận trong lòng bỗng chốc trở thành sát khí. Thằng danh họ Lý, mày chết chắc, bà ta chắc mẩm trong lòng. Lý Dục Thần nói, ông cụ, cảm ơn ông đã quan tâm cháu và ông nội trong mấy năm nay. Nhưng cháu không thể mãi mãi sống dựa vào sự bảo vệ của ông, để chấn hưng gia nghiệp nhà họ Lý thì phải dựa vào bản thân cháu. Còn về chuyện thể diện nhà họ Lâm, khi nãy cháu đã nói, cháu không có ý xúc phạm, nể tình ông, cháu sẽ cho họ một câu trả lời thỏa đáng. Cậu muốn giải thích thế nào, có người khinh thường hỏi. Mọi người đều đang chờ xem anh sẽ nói gì. Chỉ cần họ không hài lòng thì sẽ đồng loạt công kích. Lâm Thượng Nghĩa cũng rất tò mò, Lý Dục Thần sẽ làm gì để lấy lại thể diện cho nhà họ Lâm, làm người nhà họ Lâm vừa lòng. Lý Dục Thần cười nhẹ nói, các người vẫn một mực cường điệu thể diện của nhà họ Lâm, cho rằng tôi sỉ nhục nhà họ Lâm của các người khi tôi đánh chỉ cả nhà họ Lâm, chắc là tất cả đều rất muốn xé xác tôi ra. Nhưng chẳng lẽ các người đã quên chuyện ông cụ bị người ta hạ vô thuật, vừa mới dạo một vòng quỷ môn quan trở về. Hiện tại vu sư kia đang được cung phụng ở nhà họ Triệu, đây gọi là đang nể mặt các người sao? Ngay khi những lời này được nói ra thì bầu không khí liền chìm vào yên lặng. Đúng vậy, người lớn nhất gia tộc bị người khác mưu hại, tin tức này nếu như truyền ra ngoài mới chính là sự mất mặt lớn nhất. Phải khai chiến với nhà họ Triệu. Có người hét lên. Tiếng hét đó đã châm ngòi khiến cho hiện trường bùng nổ. Được, khai chiến đi. Mẹ kiếp. Nếu như thật sự có bản lĩnh trên thương trường thì sau lưng còn phải dở thủ đoạn đáng ghê tởm sao? Khai chiến. Tiếng hô khai chiến nghe vô cùng chấn động. Lâm Thu Thanh không khỏi nhíu mày. Muốn khai chiến với nhà họ Triệu, làm gì mà dễ dàng như vậy? Nhà họ Lâm và nhà họ Triệu đã cạnh tranh với nhau mấy chục năm mà chưa bên nào có thể nắm chắc phần thắng. Nhìn người trong gia tộc tức giận, Lâm Thượng Nghĩa lại lắc đầu không thôi. Ông cụ thực sự lo lắng rằng một khi mình rời đi thì đám người này sẽ không thể nào gìn giữ được gia nghiệp lớn này. Con trai của ông cụ, Lâm Thu Thanh, tư chất cũng rất khá nhưng cũng chỉ có thể giữ được thành tựu của người đi trước. Hơn nữa dưới ông ấy chỉ có một đứa con trai, Lâm Vân tuổi còn nhỏ, tư chất cũng bình thường, ông cụ không thể nhìn thấy một chút tài hoa nào. Lâm Thiếu Bình, đứa cháu trai ở Đông Doanh cũng có thể xem là một thiên tài. Nhưng khi chuyện của Lâm Lai Phong xảy ra thì chuyện kế thừa gia nghiệp đã không còn khả năng. Không phải ông cụ không muốn, mà là rất khó để mọi người tin phục. Về phần Lý Dục Thần, anh lại không muốn ở rể nhà họ Lâm. Được rồi. Lâm Thiền Minh đang đứng bên cạnh ông cụ đột nhiên quát lớn một tiếng. Khai chiến, các người lấy cái gì để khai chiến? Tính mạng của ông cụ vẫn còn ở trong tay bọn chúng. Nếu như trong vòng 3 ngày không bắt được vu sư kia thì ông cụ sẽ phải chết. Vậy đi chất vấn những nhân vật chủ chốt của nhà họ Triệu, bắt bọn chúng giao người ra. Hừ, nhà họ Triệu sẽ chịu thừa nhận chuyện này sao? Lâm Thiền Minh cười lạnh nói, bắt trộm phải bắt quả tang,
các người ai có bản lĩnh thì đến nhà họ Triệu bắt người cho tôi xem. Nghe câu này, tất cả mọi người lại chìm vào im lặng. Gây chiến với nhà họ Triệu chẳng qua chỉ có thể cạnh tranh trên thương trường, bày mưu tính kế động vào kinh tế mà thôi. Nào có ai dám liều mạng chạy đến nhà họ Triệu bắt người chứ? Giống như nhà họ Lâm, nhà họ Triệu cũng là thế gia nổi tiếng thành phố Hòa. Không có bằng chứng xác thực, làm gì có ai dám tới khiêu khích. Nếu đổi lại là nhà họ Triệu phái người đến nhà họ Lâm bắt người thì nhà họ Lâm cũng sẽ không bao giờ để yên. Chuyện này tôi sẽ làm, Lý Dục Thần nói, bây giờ tôi đến nhà họ Triệu bắt người, các người cứ đợi ở đây, tối nay tôi sẽ mang người về. Con mợ nó, thằng nhóc này đang nói khùng nói điên gì vậy? Chỉ dựa vào nó mà muốn chạy đến nhà họ Triệu bắt người sao? Ồ, chắc là cậu ta đang khoác lác mạnh miệng, chẳng qua chỉ muốn kiếm cớ chạy trốn thôi. Đúng vậy, tôi đảm bảo một khi thằng nhóc này bước ra khỏi cổng nhà họ Lâm thì nhất định sẽ cao chạy xa bay, làm gì dám chạy đến nhà họ Triệu chứ? Lý Dục Thần lạnh lùng nhìn bọn họ, cười khinh thường. Lâm Thượng Nghĩa cau mày nói, Dục Thần, ân oán với nhà họ Triệu chúng ta có rất nhiều biện pháp để giải quyết, một mình cậu đơn thương độc mã chạy đến đó cũng không phải là cách hay. Lý Dục Thần nói, cụ Lâm, sau khi đêm nay kết thúc thì chuyện xảy ra ở đây nhất định sẽ đến tai nhà họ Triệu. Một khi nhà họ Triệu đã chuẩn bị sẵn sàng thì sẽ rất khó để tìm được kẻ đó. Ông là người có ơn với cháu và ông nội, cháu làm như vậy cũng xem như là báo đáp ân tình cho ông. Nhưng, Lâm Thượng Nghĩa vẫn cảm thấy không ổn, nhà họ Triệu là đầm rồng hang hổ, cậu đến đó một mình. Ông cứ yên tâm, cháu có cách của mình, chỉ có điều, khóe miệng Lý Dục Thần nhếch lên, lộ ra một nụ cười không có ý tốt. Chỉ có điều cái gì, Lâm Thượng Nghĩa nói, cậu cần gì cứ nói. Cháu không phải người nhà họ Lâm cho nên không thể danh chính ngôn thuận, cần có người của nhà họ Lâm đi cùng, dù sao mọi người ở đây đều sợ cháu chạy trốn, vậy thì có thêm một người đi cùng là tốt nhất. Lý Dục Thần cười rồi liếc nhìn những người có mặt. Tất cả những người bị ánh mắt của anh lướt qua đều cúi đầu xuống, giống y hệt đám học sinh chưa học bài bị giáo viên nhìn thấy vậy. Mẹ kiếp, đùa cái gì vậy, cùng thằng nhóc này chạy tới nhà họ Triệu, chẳng phải là tự mình tìm chết sao? Trong từ đường lúc này tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Lâm Thu Thanh đứng lên. Lúc này ông ấy nhất định phải đứng lên, nếu không đứng lên thì mặt mũi của nhà họ Lâm xem như mất hết. Tôi sẽ đi cùng cậu. Lý Dục Thần lắc đầu, bác là gia chủ, nếu như ra mặt thì sự tình khó mà thu dọn ổn thỏa, hơn nữa như vậy là quá nể mặt nhà họ Triệu rồi, chẳng qua là đi bắt một tên tiểu nhân mà thôi, không cần gia chủ nhà họ Lâm đích thân ra mặt. Lâm Thiền Minh nói, vậy hãy để tôi đi. Đây cũng là ý của Lâm Thượng Nghĩa. Lâm Thiền Minh có võ công cao cường, nếu Lý Dục Thần và nhà họ Triệu xảy ra mâu thuẫn thì ông ấy có thể bảo vệ tốt cho anh. Nhưng Lý Dục Thần lại lắc đầu, uy vọng của ông quá cao, ông vừa xuất hiện thì nhà họ Triệu khó tránh khỏi căng thẳng, nói không chừng chúng ta còn chưa vào trong được thì bọn chúng đã trốn chạy rồi. Nhưng ông cũng có thể bố trí người xung quanh nhà họ Triệu để ngăn cản thủ phạm trốn thoát. Lâm Thu Thanh hỏi, nếu như cả tôi và chú Thiền Minh đều không thể đi, vậy cậu muốn dẫn theo ai? Lý Dục Thần mỉm cười nhìn mọi người. Lúc này đầu của những người đó lại càng cúi thấp hơn. Lý Dục Thần cố tình nán ánh mắt lại trên người Lâm Lai Nghi một lúc. Lâm Lai Nghi cảm thấy rất khó chịu khi bị anh quan sát. Chồng của bà ta, Viên Quốc Thành cũng rất lo lắng Lý Dục Thần sẽ vì trả thù mà bắt Lâm Lai Nghi đi cùng mình. Lâm Lai Nghi là chị cả của nhà họ Lâm, một khi bị lựa chọn thì sẽ không thể nào cự tuyệt. Ông ta liền nói, Lai Nghi gả cho tôi thì đã thành người nhà họ Viên, không thích hợp đi chuyến này. Những lời này tất nhiên đã giải vây cho Lâm Lai Nghi, nhưng cũng đã thu hút rất nhiều tiếng là ó. Địa vị của chị cả nhà họ Lâm trong lòng mọi người đã giảm đi vài phần. Lý Dục Thần không khỏi cười thầm trong lòng, Viên Quốc Thành này thật sự rất yêu vợ. Chỉ có điều sao anh lại có thể đem cơ hội tốt này đưa cho bọn họ chứ? Anh tiếp tục nhìn những người khác. Thật ra Lý Dục Thần đã chọn người sẵn trong đầu, đó là dì tư của Lâm Mộng Đình, Lâm Nguyệt Nga, và dượng tư Tôn Quảng Phúc. Đôi vợ chồng này rất đặc biệt ở nhà họ Lâm, tuy thân phận tôn quý nhưng thực chất không có nhiều tiền cho nên địa vị không cao, thậm chí đôi khi còn sinh ra chút tự ti. Nhưng Lý Dục Thần có ấn tượng tốt với họ, ít nhất thì bọn họ cũng không phải là loại tiểu nhân hợm hĩnh. Mà ở trong mắt của anh,
vợ chồng họ cũng là một trong số ít những người không cúi đầu trốn tránh ánh mắt của anh. Lý Dục Thần cố tình muốn giúp họ. Đến nhà họ Triệu bắt phu sư cứu mạng ông cụ Lâm, thật sự loại chiến công này đám người dựa vào việc buôn bán kiếm được vài triệu không thể nào so sánh được. Lâm Mộng Đình không biết Lý Dục Thần đang nghĩ gì, thấy người của Lâm gia không ai dám đáp lại, cô liền nói, vậy tôi sẽ đi. Lý Dục Thần còn chưa kịp nói thì đã đột nhiên nghe được một thanh âm có chút non nớt nói. Sao chị phải đi, nhà họ Lâm này bộ không còn đàn ông hay sao? Để em đi. Người vừa nói là con trai của Lâm Thu Thanh, em trai của Lâm Mộng Đình, Lâm Vân. Lâm Vân đứng dậy, dáng vẻ hiên ngang lẫm liệt hoàn toàn trái ngược với khuôn mặt non nớt của cậu. Sự tương phản này, nếu là lúc bình thường e rằng sẽ bị người ta chê cười. Nhưng ở đây, ngay bây giờ, không ai có thể cười được. Làm càn, Lâm Thu Thanh quát, chỗ này không phải là chỗ để con lên tiếng. Nghiêm Tuệ Mẫn vội vàng kéo tay con trai, Lâm Vân, con mau ngồi xuống đi, đừng nhúng tay vào chuyện của người lớn. Lâm Vân khẳng khái nói, bố, mẹ, con rất nghiêm túc. Con là con trai duy nhất của người đứng đầu nhà họ Lâm, con phải gánh vác trách nhiệm của gia tộc. Tên nhóc thối, Lâm Thu Thanh cả giận nói, con thì có thể gánh vác trách nhiệm gì? Tại sao con không thể gánh vác trách nhiệm? Con là người thừa kế đời thứ ba của nhà họ Lâm, xét về địa vị thì con đã đủ để đại diện cho nhà họ Lâm. Nhưng con còn trẻ, sẽ khó được nhà họ Triệu coi trọng, cho nên con đi với anh rể là thích hợp nhất, con không thể để chị gái của mình đi. Nhà họ Lâm lớn như vậy mà lại không có đàn ông hay sao? Những lời nói của Lâm Vân khiến Lý Dục Thần cũng phải có chút ấn tượng. Tất nhiên Lâm Thu Thanh và Nghiêm Tuệ Mẫn không muốn để Lâm Vân đi, đối với bọn họ thì chuyến này đi chẳng khác gì tìm chết. Cho dù nhà họ Triệu lo lắng nhà họ Lâm báo thù mà thả Lâm Vân thì thể diện của bọn họ cũng mất hết, lỡ như bị nhà họ Triệu làm nhục một phen, mang vết nhơ thì sau này làm sao có thể kế thừa gia nghiệp. Lâm Thu Thanh tát cậu ta một cái, tức giận nói, anh ta còn chưa phải là anh rể của con đâu. Gọi bậy bạ cái gì? Nghiêm Tuệ Mẫn vội la lên, sao ông lại đánh con? Ngồi xuống đi con trai, đừng lộn xộn nữa. Lâm Vân vốn chỉ nhất thời xúc động, nhưng sau khi bị Lâm Thu Thanh tát thì cậu ta liền bộc phát cảm giác muốn chống đối, đỏ mặt nói, con sẽ đi. Con! Mặc dù Lâm Thu Thanh là gia chủ nhưng cũng không thể hành xử quá đáng trong lúc này, vì vậy ông ta chỉ có thể nhìn sang Lâm Thượng Nghĩa. Còn Nghiêm Tuệ Mẫn thì nhìn Lý Dục Thần. Hy vọng bọn họ có thể nói điều gì đó để ngăn chặn hành vi ngu ngốc của Lâm Vân. Lý Dục Thần khẽ mỉm cười nói, tôi nghĩ Lâm Vân đi được đó, cứ để cho cậu ta đi. Câu này khiến Nghiêm Tuệ Mẫn vô cùng sợ hãi. Trong mắt Lâm Thu Thanh tràn ngập phẫn nộ. Ông ta thấy rõ ràng là Lý Dục Thần đã cố ý làm vậy. Lâm Mộng Đình cũng lo lắng cho em trai mình, Dục Thần, em trai tôi. Lý Dục Thần dùng ánh mắt ngăn lại, nói yên tâm. Tôi nhất định sẽ mang cậu ta bình an trở về. Sau đó anh khoát tay với Lâm Vân, còn chờ cái gì nữa, đi theo tôi. Trong khu nhà phía tây của nhà họ Triệu, hoa cỏ đều bị dọn sạch sạch sẽ, chính giữa dựng lên một cây cọc gỗ. Trên cọc gỗ có cột một con bù nhìn. Trên trán và ngực của con bù nhìn bị dán những tờ giấy bùa, trên đó có ghi tên và ngày sinh của Lâm Thượng Nghĩa. Một chiếc bàn hình chữ nhật bằng gỗ được đặt ngay trước mặt con bù nhìn. Ba cái đầu hiến tế còn tươi sống được đặt trên bàn, cùng với một chiếc bát lớn chứa đầy máu tươi chưa kịp đông. Lão già áo đen tóc dài nhảy múa như điên trước bàn, trong miệng lẩm bẩm. Một lúc sau, ông ta dừng lại, vung tay lên, một luồng hàn quang từ kẽ tay bay ra bắn vào trán con bù nhìn. Sau đó ông ta tiếp tục nhảy múa và lẩm bẩm. Niệm xong một đoạn thì ông ta lại vung tay lên, một luồng hàn quang lại bắn vào huyệt thiên trung trên ngực bù nhìn. Cứ như vậy lặp lại 7 lần. Ba cái đầu hiến tế co rút lại với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy, cứ như thể chúng đã bị phơi nắng nhiều ngày. Bát máu tươi lúc nãy cũng đã bị biến thành màu đen. Lão già thu công, thở ra một hơi thật mạnh. Một hơi thở của ông ta đã ngưng tụ ra một màn xương trắng trước mặt. Lão già này là Ngô Hiền, thầy phong thủy được nhà họ Triệu mời về. Có tiếng bước chân truyền đến. Ông Ngô, gia chủ mời ông đi qua bên đó. Hiểu rồi, tôi đi ngay đây. Ngô Hiền thản nhiên nói một câu, hướng mắt nhìn về hướng Tây Bắc, hơi cau mày. Ông ta xoay người rời khỏi Tây Viện, đi đến tòa chính viện của nhà họ Triệu. Gia chủ nhà họ Triệu, Triệu Tứ Hải đang ngồi trong phòng khách,
vừa thấy Ngô Hiền bước vào liền hỏi. Ông Ngô, ông có biết Lâm Thượng Nghĩa xuất viện không? Sắc mặt Triệu Tứ Hải lúc này còn lộ ra ý trách cứ. Sắc mặt của Ngô Hiền hơi thay đổi, ông ta nói, tôi cũng nhận thấy hôm nay có điều không ổn, vừa nãy bấm đốt ngón tay thì thấy quả thực đã có người can thiệp giúp Lâm Thượng Nghĩa tiếp tục sống. Nhưng gia chủ Triệu yên tâm, ông ta chỉ có thể tiếp tục sống được một thời gian ngắn chứ chưa thể phá pháp. Lâm Thượng Nghĩa có xuất viện hay không thì sau 3 ngày nữa nhất định cũng sẽ phải chết. Ông có thể đảm bảo không, sắc mặt Triệu Tứ Hải dịu xuống. Ngô Hiền hừ lạnh một tiếng nói, nếu như gia chủ Triệu không tin thì bây giờ tôi liền rời đi, ân oán giữa hai nhà các người không liên quan gì đến tôi nữa. Triệu Tứ Hải cười, ông Ngô, đừng tức giận, tôi chỉ hỏi một chút mà thôi. Lúc này, Triệu Thần Dương, con trai của Triệu Tứ Hải đã vội vã bước vào. Bố, ông Ngô, con vừa mới biết được ông cụ Lâm quả thực đã xuất viện, người chữa trị cho ông ta chính là đạo trưởng họ Lý mà mấy ngày trước bọn họ mới tìm được. Thật sự có người này sao? Đúng vậy, con còn nghe nói nhà họ Lâm đã định nhận người này làm con rể. Tin tức có đáng tin cậy không? Tuyệt đối đáng tin cậy, Triệu Thần Dương nói, tin này do viện trưởng Diêu đích thân nói ra. Ông Ngô, Triệu Tứ Hải lo lắng hỏi, ông thấy thế nào? Ngô Hiền cầm tách trà trên bàn lên, nhấp một ngụm rồi bình tĩnh nói, sợ cái gì? Cho dù là Lý đạo trưởng hay Trương đạo trưởng thì ngay cả chút mây đen tôi bày trí mà hắn ta cũng không phá được, người như vậy đáng để sợ sao? Nhà họ Lâm sa sút đã là kết cục định sẵn rồi. Triệu Tứ Hải nói, cẩn thận vẫn hơn. Ngô Hiền nói, để đề phòng, vừa nãy tôi đã cường hóa phù chú. Chỉ cần tế đàn của tôi không bị người khác phá hủy thì 3 ngày nữa Lâm Thượng Nghĩa chắc chắn sẽ chết, các người cứ chờ ăn đám ma đi. Triệu Tứ Hải và Triệu Thần Dương đều bật cười, nói ông Ngô đúng là thần tiên sống. Ngô Hiền tự hào nói, tôi không phải thần tiên, sư phụ của tôi mới thật sự là thần tiên. Nói tóm lại, chỉ cần các người đừng để người nhà họ Lâm tới đây phá hủy tế đàn là được. Triệu Tứ Hải cười lạnh nói, muốn tới đây. Đừng nói là nhà họ Lâm không biết thần thuật của ông, cho dù bọn chúng có biết thì chỉ cần dám bước tới cửa tôi liền đảm bảo bọn chúng có đến mà không có về. Ông ta vừa dứt lời thì đã có thủ hạ đến báo. Có người của nhà họ Lâm tới, nói rằng muốn gặp gia chủ. Người nhà họ Lâm, Triệu Tứ Hải sửng sốt, vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đã tới. Ai, dẫn theo bao nhiêu người tới? Thủ hạ trả lời, chỉ có cậu chủ của nhà họ Lâm tên là Lâm Vân đi cùng với một người khác thôi. Lâm Vân, Triệu Tứ Hải nhất thời nhớ không ra cái tên này. Triệu Thần Dương nói, Lâm Vân là con trai của Lâm Thu Thanh, vẫn còn đang học cấp 3. Ồ, Triệu Tứ Hải không nhịn được mà bật cười thành tiếng, nhà họ Lâm hết người rồi sao mà lại phải một tên nhóc hỉ mũi chưa sạch đến. Triệu Thần Dương cũng cười nói, con đã nói từ lâu rồi. Nhà họ Lâm chẳng qua chỉ là hổ giấy mà thôi. Triệu Tứ Hải nói, nếu đã là con trai của Lâm Thu Thanh thì cũng xem như là người thừa kế của nhà họ Lâm, cho nên Thần Dương, con đi tiếp đón người ta đi. Đã rõ, Triệu Thần Dương nhếch mép cười, con sẽ tiếp đãi cậu chủ Lâm thật tốt. Lý Dục Thần và Lâm Vân đang đứng ngoài cổng nhà họ Triệu. Lâm Vân đã không còn khí thế hào hùng như khi mới ra ngoài nữa. Làn gió mát của đêm hè thổi qua dường như đã khiến cho cậu tỉnh táo lại. Anh rể, một lát nữa sẽ phải đánh nhau sao? Sao vậy, cậu sợ sao? Lý Dục Thần cười hỏi. Không sợ, Lâm Vân hít sâu một hơi, nhưng em cảm thấy chỉ có 2 người chúng ta mà muốn đột nhập vào nhà họ Triệu thì hình như có chút. Vậy tại sao lúc nãy cậu lại kích động muốn đi theo tôi? Lúc nãy, Lâm Vân bĩu môi, em chỉ không hiểu nổi những người ở đó. Bọn họ giỏi đấu đá trong nhà thế mà bảo đấu đá với người ngoài thì lại rụt cổ lại. Ngay cả chị của em cũng dám đứng lên, còn đàn ông trong nhà thì thở cũng không dám thở mạnh, hèn hết chỗ nói. Lý Dục Thần không thể nhịn được cười nói, lời này của cậu không biết là đã đắc tội bao nhiêu người trong nhà họ Lâm rồi. Em chẳng quan tâm, Lâm Vân nói. Lý Dục Thần nhẹ nhàng lắc đầu, anh rất thích sự khí khái của Lâm Vân. Cậu ta thật sự không giống với đám cậu ấm cô chiêu bình thường, không hề ỷ thế hiếp người, bắt nạt kẻ yếu. Ngược lại cậu ta còn có sự tự tin cao ngạo dám khinh thường kẻ mạnh, có gan chống lại cường quyền. Tâm cao khí ngạo thật sự chính là dám đạp lên trên tất cả. Cũng giống như bản thân Lý Dục Thần vậy. Anh rể, lát nữa chúng ta đi vào thì phải làm sao, Lâm Vân hỏi. Nên làm cái gì thì cứ làm cái đó,
Lý Dục Thần nói, cậu là cậu chủ nhà họ Lâm, hôm nay cậu tới đây là để đòi lại công đạo cho ông nội, hãy nhớ kỹ hai điểm này, tôi tin cậu sẽ biết mình phải làm gì mà không cần tôi phải dạy. Lâm Vân gật đầu, siết chặt nắm tay. Anh rể, nếu thật sự có đánh nhau thì em sẽ bảo vệ anh. Ồ, cậu cũng biết võ sao, Lý Dục Thần vô cùng hứng thú hỏi. Em là nhà vô địch trong cuộc thi Taekwondo thanh thiếu niên thành phố Hòa, ông hai cũng đã dạy em biết thêm khí công nữa. Ngôn Tình Sủng. Vậy một mình cậu có thể chấp mấy người? Lâm Vân suy nghĩ một chút rồi nói, chắc là 10 người. Lý Dục Thần gật đầu nói, được, vậy tôi để cậu lo 10 người. Lúc này, quản gia của nhà Triệu từ trong đi ra nói với bọn họ, cậu Lâm, cậu chủ của tôi có lời mời. Lâm Vân hơi sửng sốt, sau đó lập tức thích ứng với thân phận của mình, cậu đứng thẳng người, ngẩng cao đầu, cùng quản gia nhà họ Triệu đi vào. Lý Dục Thần theo sát phía sau. Ở bên đường cách trang viên nhà họ Triệu vài dặm đã có một hàng xe ô tô sang trọng đậu kín. Lâm Thu Thanh ngồi ở chiếc xe chính giữa, lắng nghe báo cáo của những người xung quanh. Bọn họ thật sự đã đi vào sao? Nghiêm Tuệ Mẫn lộ ra vẻ mặt lo lắng, Thu Thanh, ông mau nghĩ cách đi, chúng ta chỉ có một đứa con trai là Lâm Vân, lỡ như có chuyện không hay. Lâm Thu Thanh âm trầm nói, đây đều là do nó tự chuốc lấy. Nghiêm Tuệ Mẫn tức giận nói, Lý Dục Thần thật quá đáng. Mẹ, mẹ không thể hoàn toàn đổ lỗi cho Dục Thần, Lâm Mộng Đình nói. Con thật là, nó là em trai của con đó, sao con lại bênh người ngoài, Nghiêm Tuệ Mẫn chỉ trích. Nếu như hôm nay Lâm Vân không xảy ra chuyện gì thì tốt, nhưng nếu xảy ra chuyện gì thì con cũng đừng hòng được kết hôn với Lý Dục Thần. 3 tháng, để mẹ xem trong 3 tháng cậu ta còn có thể nghĩ ra chiêu trò gì. Lâm Mộng Đình cắn môi, nhỏ giọng nói, con tin anh ấy. Trong một chiếc xe khác phía sau họ, Lâm Lai Nghi và Viên Quốc Thành đang ngồi ở ghế sau. Thật sự đi vào rồi sao, Lâm Lai Nghi hả hê nói, bọn chúng chết chắc rồi. Viên Quốc Thành nói, không dễ chết như vậy đâu, cậu chủ nhà họ Lâm chết ở nhà họ Triệu thì không có cách nào cứu vãn được, cùng lắm chỉ bị dạy dỗ chút thôi. Lâm Lai Nghi không hài lòng, trợn mắt nói, Quốc Thành, không phải anh quen biết người của nhà họ Triệu sao? Viên Quốc Thành cả kinh hỏi, em muốn làm gì? Lâm Lai Nghi liếc nhìn ra ngoài cửa sổ nói, nếu Lâm Vân chết thì người thừa kế đời thứ 3 của nhà họ Lâm cũng chỉ còn lại đứa cháu Thiếu Bình đang ở Đông Doanh thôi. Sau đó anh bắt cháu của anh kết hôn với Lâm Mộng Đình, vậy thì từ giờ trở đi chẳng phải toàn bộ nhà họ Lâm đều nằm trong tay chúng ta hết hay sao? Ngoài ra, nếu Lâm Vân chết trong nhà họ Triệu thì nhà họ Lâm và nhà họ Triệu chắc chắn sẽ khai chiến với nhau, anh có thể giúp nhà họ Lâm tạo dựng tên tuổi, thuận tiện đưa nhà họ Viên vào thành phố Hòa. Đợi đến khi cơ cấu kinh doanh của thành phố được xây dựng lại, thì anh nói xem, đến lúc đó ông già nhà anh có giao cho anh làm gia chủ nhà họ Viên không? Viên Quốc Thành chợt nhận ra, vui mừng nói, vợ à, em đúng là gia cát lượng của anh. Lâm Vân và Lý Dục Thần đi theo quản gia đến phòng khách của nhà họ Triệu. Triệu Thần Dương ngồi trên ghế sofa không đứng dậy, làm ra vẻ lão làng nhìn Lâm Vân non nớt đứng trước mặt. Cậu Lâm, hôm nay cậu không phải đi học sao? Gần đây thành tích học tập thế nào? Không cần cậu chủ Triệu phải lo, Lâm Vân cố hết sức bày ra tư thế mà cậu chủ nhà họ Lâm nên có. Vậy tại sao cậu chủ Lâm hôm nay lại đến chỗ của chúng tôi? Triệu Thần Dương hỏi. Tôi đến để thương lượng, Lâm Vân nói, các người đã dùng vu thuật để hại ông nội tôi, mau đưa tên vu sư kia ra đây. Nhảm nhí, Triệu Thần Dương cười lạnh một tiếng nói, ông nội cậu gần đất xa trời, mắc bệnh khó chữa thì có liên quan gì đến chúng tôi? Lại còn bảo chúng tôi dùng vu thuật hại ông ta nữa chứ, nói gì cũng phải đưa ra chứng cứ, nếu không chúng tôi sẽ kiện các người tội vu khống. Hừ. Dám làm mà không dám nhận, nhà họ Triệu bất quá cũng chỉ có thế mà thôi. Một đám rùa đen rụt đầu. Cậu nói cái gì, Triệu Thần Dương cả giận, từ trên ghế sofa đứng lên, chỉ vào Lâm Vân gằn giọng nói, cậu nói lại lần nữa xem tôi có cho cậu bước ra khỏi đây được không? Anh có dám để chúng tôi lục soát trang viên của nhà anh không? Lâm Vân hỏi ngược lại. Trang viên nhà họ Triệu là nơi để cậu muốn lục soát là lục soát chắc, Triệu Thần Dương cười lạnh nói. Nếu như anh không dám để cho chúng tôi lục soát thì chứng minh rằng nhà anh có làm chuyện khuất tất nên phải làm rùa rụt đầu, tôi nói không sai chứ, Lâm Vân lớn tiếng nói. Những lời này Lý Dục Thần chưa từng thảo luận trước với Lâm Vân, tất cả đều do Lâm Vân tự ứng biến. Lý Dục Thần bất giác muốn cười,
tên nhóc này làm anh tưởng mình đang chứng kiến mấy học sinh cấp 3 mắng nhau vậy. Nhưng có thể một mình tiến vào nhà họ Triệu, đối mặt với Triệu Thần Dương mà không hề biến sắc, lời nói cũng không lộ ra sự yếu thế thì đã không tệ rồi. Triệu Thần Dương bị một thiếu niên chỉ mới mười mấy tuổi mắng thẳng mặt là đồ rùa đen rụt đầu, sao có thể chịu đựng được. Người đâu, mau bắt cậu ta lại cho tôi muốn thay mặt nhà họ Lâm dạy dỗ cậu ta một chút. Nghe lệnh, bốn người đàn ông vạm vỡ từ cánh cửa nhỏ bên cạnh phòng khách bước ra, bọn họ chính là những cao thủ do nhà họ Triệu nuôi dưỡng. Bốn người đi thẳng đến chỗ Lâm Vân. Đến lúc phải ra tay, Lâm Vân vẫn cảm thấy có chút lo lắng. Mặc dù cậu ta có học võ và giành chức vô địch Taekwondo thanh thiếu niên nhưng cậu ta vẫn chưa bao giờ trải qua thực chiến. Thân là cậu chủ nhà họ Lâm, đi đâu cũng được bảo vệ tận răng thì lấy đâu ra cơ hội thực chiến. Bốn người tiến lên chia ra hai bên trái phải, muốn bắt Lâm Vân lại. Có lẽ là bởi vì bọn chúng nghĩ rằng Lâm Vân tuổi còn nhỏ, không ngờ cậu ta có thể phản kháng, cho nên người đàn ông đầu tiên đã bị Lâm Vân đạp bay dễ dàng chỉ trong một cước, người thứ hai cũng bị cậu ta đánh một quyền vào xương sườn sau đó ngã văng ra ngoài. Hai người bị đánh gục, còn lại hai người lúc này mới có thể phản ứng. Nhưng người thứ ba cũng không tránh được đòn tấn công của Lâm Vân, bị cậu ta đột kích khóa cổ. Lâm Vân tiến lên trước hai bước, đè người lên tường, khuỷu tay trái húc một cái, đánh lui người thứ tư sau lưng. Mấy động tác dứt khoát linh hoạt đúng là có chút khí phách của cao thủ. Nhưng Lý Dục Thần lại lắc đầu, loại võ thuật như Taekwondo này trông đẹp chứ từ đầu tới cuối toàn là sơ hở, qua loa một chút thì được chứ nếu đụng phải người luyện võ chân chính thì sẽ thiệt thòi. Lâm Vân chưa thể nhận ra, cũng không thừa thắng xông lên, thả lỏng tay, phủi bụi rồi kiêu ngạo nhìn Triệu Thần Dương. Lý Dục Thần càng buồn cười, đứa nhỏ này cho rằng mình thắng rồi sao? Theo lý thuyết, hiện tại là cơ hội ra tay tốt nhất để chế ngự Triệu Thần Dương để đảm bảo an toàn cho bản thân, đồng thời uy hiếp Triệu Thần Dương, ép nhà họ Triệu giao ra kẻ thi triển vu thuật. Nhưng Lâm Vân hoàn toàn không có kinh nghiệm chiến đấu, đánh xong một trận là đã ngừng tay. Cho rằng đây là đánh võ đài à? Không thể tận dụng cơ hội, bỏ qua như thế, với năng lực Lâm Vân, muốn chế ngự lại Triệu Thần Dương thì khó rồi. Quả nhiên bên cạnh Triệu Thần Dương đã có thêm vài vệ sĩ. Mấy người này có ánh mắt sắc bén, vừa nhìn là biết vệ sĩ chuyên nghiệp, rõ ràng lợi hại hơn đám tay chân vừa rồi. Ồ, hóa ra cũng có chút bản lĩnh, khó trách ngạo mạn như thế, Triệu Thần Dương cười lạnh, Lâm Vân, hôm nay mà cậu ra được cổng nhà họ Triệu. Tôi theo họ cậu. Từ đầu tới cuối, Triệu Thần Dương không thèm liếc nhìn Lý Dục Thần cái nào. Qua việc vừa rồi, sự tự tin của Lâm Vân cũng tăng nhiều, cậu ta khí phách, lớn tiếng nói, vậy ra tay đi. Từ hai bên cửa lập tức ảo ra mấy chục người, trong tay còn cầm theo gậy cao su. Triệu Thần Dương ra lệnh một tiếng, những người này đồng loạt lao về phía Lâm Vân. Lâm Vân tay không đánh nhau với đám người này. Khi mới bắt đầu, Lâm Vân còn dùng Taekwondo đánh trả nhưng bị ăn vài gậy rồi, cậu ta mới nhận ra Taekwondo không thể làm gì được nên đổi thành quyền pháp nội gia mà Lâm Thiền Minh đã dạy. Lý Dục Thần cũng thầm gật đầu. Lâm Vân đúng là có thể lấy một địch 10. Quyền nội gia của cậu ta chính tông, toàn thân hòa thành một, luyện ra sức, hơn nữa phương pháp hít thở cũng đúng, khí cơ trong đan điền tràn đầy, đã loáng thoáng có nội kình. Cậu ta là một hạt giống luyện võ, dùng võ đạo của thế tục tới để xét. Lâm Thiền Minh đã dạy dỗ rất tốt nhưng trong mắt Lý Dục Thần, như thế chưa đủ. Dù sao kinh nghiệm chiến đấu của Lâm Vân cũng không đủ, bên kia tăng thêm người, cậu ta nhanh chóng bó tay. Vất vả đánh ngã ba, bốn người, trên thân chúng vài gậy, đau gần chết. Kế tiếp, cậu ta chỉ có thể cố gắng chống đỡ, ỷ vào sự linh hoạt của cơ thể mà di chuyển trong phòng khách. Anh rể, mau chạy đi, em không chống đỡ nổi rồi. Lâm Vân vừa đánh vừa lui. Thời điểm quan trọng, cậu ta vẫn tỉnh táo. Lý Dục Thần cười nói, chỉ dựa vào một tiếng anh rể này, sao tôi có thể chạy? Anh dứt lời là đã đến trước mặt Lâm Vân. Rầm rầm rầm, ba tiếng trầm đục vang lên, đám thuộc hạ trước mặt toàn bộ bay ra ngoài. Lâm Vân trợn mắt há mồm. Ôi má ơi, anh rể, sao anh làm được thế? Lý Dục Thần vẫn cười, đã nói là cậu đánh 10, còn lại giao cho anh rể mà. Nhìn cho kỹ. Hôm nay anh rể sẽ dạy cậu thế nào mới là đánh nhau. Nói xong anh vọt vào trong đám người. Những kẻ này căn bản không thể tới gần Lý Dục Thần, anh vừa tới gần là người đã bay ra ngoài.
Không lâu sau, trong phòng khách tràn ngập tiếng rên rỉ và người bị thương nằm la liệt. Chỉ còn Triệu Thần Dương và mấy tên vệ sĩ cạnh hắn ta. Mày là ai? Vì màn thể hiện của Lý Dục Thần quá kinh người, Triệu Thần Dương đã sợ tới tái mặt. Vệ sĩ bên cạnh hắn ta cũng căng thẳng theo. Tôi họ Lý Dục Thần nói. Hóa ra là đạo trưởng Lý gì kia? Triệu Thần Dương có chút không thể tin nổi, hắn ta cho rằng đạo trưởng Lý mà nhà họ Lâm coi trọng nhỏ lắm cũng phải 40-50 tuổi, sao lại trẻ thế này? Nhưng cảnh trước mắt khiến hắn ta không thể không tin. Đạo trưởng Lý gì chứ? Anh ấy là anh rể tôi, Lâm Vân vuốt ve chỗ bả vai bị đánh đau, anh rể, đánh gãy răng nó đi. Lý Dục Thần, được. Vừa nói xong, cơ thể Lý Dục Thần đã như cơn lốc, lao tới trước mặt Triệu Thần Dương. Mấy vệ sĩ bên cạnh Triệu Thần Dương cũng bay ra ngoài. Nói đi, phu sư kia đâu? Lý Dục Thần lạnh giọng hỏi, mày gọi ra hay dẫn chúng tao vào? Triệu Thần Dương run lẩy bẩy, mày đừng tới đây. Mày dám đụng vào tao thì đừng mơ có thể sống sót ra ngoài. Thế sao? Lý Dục Thần lạnh nhạt hỏi. Triệu Thần Dương hét lên, quản gia, mau gọi người đi, gọi Bạch Hổ Đường. Lý Dục Thần cũng không sốt ruột, anh cho Triệu Thần Dương gọi người. Dù sao sớm muộn gì cũng phải gọi vu sư kia ra, vậy cũng đỡ cho anh đi tìm. Tim Lâm Vân thót lên, nhắc nhở, nghe nói Bạch Hổ Đường là nhóm tử sĩ do nhà họ Triệu dùng rất nhiều tiền để nuôi dưỡng, bên trong đều là kẻ liều mạng, anh dễ cẩn thận. Cái gì, nhà họ Triệu phái Bạch Hổ Đường đi sao? Lâm Thu Thanh vô cùng kinh hãi sau khi nhận được tin tức chính xác. Nhà họ Triệu đang làm gì vậy? Họ thật sự muốn lấy mạng của Tiểu Vân sao? Giọng nói của Nghiêm Tuệ Mẫn run rẩy. Không, không đâu, Lâm Thu Thanh lắc đầu nói, trước nay, Triệu Tứ Hải vẫn luôn thận trọng, trước khi chưa chắc chắn một điều gì đó, ông ta sẽ không ngang nhiên khai chiến với nhà họ Lâm, cùng lắm thì Tiểu Vân sẽ chịu thiệt một chút thôi, sẽ không nguy hiểm đến tính mạng đâu. Nhưng lỡ chẳng may thì sao? Lỡ như bọn họ ra tay giết Tiểu Vân thì sao? Nghiêm Tuệ Mẫn nói. Còn cái thằng Lý Dục Thần kia nữa, đúng là thần kinh. Thu Thanh, ông mau nghĩ cách đi, chúng ta chỉ có mỗi một đứa con trai là Tiểu Vân, nếu Tiểu Vân có chuyện gì bất trắc, tôi không sống nổi nữa. Lâm Thu Thanh cau mày, ông ta hạ cửa kính xe xuống nói với các vệ sĩ bên ngoài. Điều toàn bộ người của chúng ta tới đây, chờ mệnh lệnh của tôi, nếu bọn họ dám động đến một sợi lông của Tiểu Vân, tôi sẽ không để yên cho nhà họ Triệu đâu. Nhà họ Triệu đã điều động Bạch Hổ Đường. Lâm Lai Nghi đang ngồi ở ghế sau của xe khi nghe thấy vậy thì vừa mừng vừa sợ. Quốc Thành, anh cũng giỏi đấy, chỉ một cú điện thoại đã khiến nhà họ Triệu phái Bạch Hổ Đường đi, lần này tên họ Lý kia chết chắc. Viên Quốc Thành nhíu mày nói, việc này anh cũng không dám nhận công, anh còn chưa có năng lực điều động Bạch Hổ Đường của nhà họ Triệu, cũng kỳ lạ ghê, chỉ loại bỏ hai người thôi mà, sao đến mức phải điều động cả Bạch Hổ Đường. Theo như anh biết, Bạch Hổ Đường được Triệu Tứ Hải xây dựng bằng tất cả vốn liếng của mình, tất cả những người trong đó đều là cao thủ, cũng không thiếu những kẻ liều mạng. Lâm Lai Nghi nói, kệ nó đi, dù sao chuyện này cũng có lợi cho chúng ta. Xem ra trận chiến giữa nhà họ Lâm và nhà họ Triệu sắp bắt đầu rồi. Quốc Thành, có phải anh cũng nên chuẩn bị sẵn sàng không? Viên Quốc Thành gật đầu nói, đừng lo lắng, anh đã thông báo cho gia đình chuẩn bị điều động mọi người đến thành phố Hòa rồi. Bạch Hổ Đường. Lâm Thượng Nghĩa cầm điện thoại, nghe vậy hai hàng lông mày ông ta nhíu chặt lại. Thưa ông, bây giờ, có cần tôi vào trong đó đưa hai người họ ra không? Ở đầu bên kia điện thoại, Lâm Thiền Minh đang ở trên nóc một tòa nhà cách không xa nhà họ Triệu. Theo kế hoạch của Lý Dục Thần, ông ấy sẽ dẫn người ở phía bên ngoài nhà họ Triệu để phòng nhà họ Triệu di rời của vu sư kia. Lâm Thượng Nghĩa thắc mắc, nhiều năm như vậy. Nhà họ Triệu chỉ phái Bạch Hổ Đường đi đúng một lần, ngay cả ông hai nhà họ Phùng cũng phải nhượng bộ lui binh, lần này, chỉ có Lý Dục Thần và Tiểu Vân đến để yêu cầu một lời giải thích, sao họ lại phải điều động Bạch Hổ Đường chứ? Lâm Thiền Minh nói, tình hình cụ thể thì vẫn chưa rõ, nhưng tin tức này do nội gián từ bên trong truyền ra nên rất đáng tin cậy. Thiền Minh, cậu có chắc thành công không? Nhiều năm qua, tôi đều huấn luyện người để đối đầu được với Bạch Hổ Đường, nếu là ở bên ngoài. Tôi tự tin có thể đánh một trận ra trò, nhưng ở trong nhà họ Triệu thì tôi không dám chắc. Nếu cậu không chắc chắn, đừng liều lĩnh, quan sát tình hình trước đã, Tiểu Vân chỉ là một đứa trẻ,
Triệu Tứ Hải sẽ không làm gì nó đâu, một khi cậu đi thì sự tình sẽ khó mà thu xếp ổn thỏa được. Còn Lý Dục Thần thì sao? Cậu ta, Lâm Thượng Nghĩa im lặng một lát, nếu cậu ta không muốn làm con rể nhà họ Lâm, cậu ta nhất định phải tự chịu trách nhiệm về hành động của mình, nếu ngay cả ải nhà họ Triệu, cậu ta cũng không vượt qua được thì mong muốn phục hưng nhà họ Lý chỉ là giấc mộng hão huyền mà thôi. Hy vọng tổ tiên sẽ phù hộ cho cậu ta sống sót. Trong phòng khách của nhà họ Triệu, 10 người đàn ông mặc đồng phục màu đen đi giày thể thao màu trắng bước vào. Trên ngực mỗi người đều được in một hình con hổ với sọc màu trắng. Ngay khi những người này bước vào, Lâm Vân đã cảm nhận được một cảm giác bức bách. Ai nấy đều có hơi thở ổn định, ánh mắt nham hiểm hung ác, khắp người đều toát ra luồng sát khí, chỉ cần đứng ở đó cũng có thể khiến người ta rùng mình. Lâm Vân cũng đã từng luyện võ, mặc dù vẫn chưa luyện ra chân khí nhưng cậu ta vẫn có thể cảm nhận được khí tức của người võ sĩ. Cậu ta biết rằng những người này chắc chắn đều là những cao thủ. Vừa rồi cậu ta còn có quyết tâm bừng bừng muốn một đánh 10, nhưng hiện tại Lâm Vân chỉ cảm thấy trong lòng dạ đang run lên. 10 người này không phải là loại mà cậu ta có thể đánh bại. Nếu như để cậu ta đứng lên đối phó thì có lẽ cậu ta chẳng thể đánh bại bất kỳ ai trong số họ. Cậu ta nhìn Lý Dục Thần, gương mặt không giấu nổi vẻ lo lắng. Nhiều cao thủ như vậy, một mình anh rể có thể đối phó được không? Triệu Thần Dương khi nãy vẫn còn sợ hãi, bây giờ đã nở nụ cười đầy kiêu ngạo. Tên họ Lý kia, không phải mày giỏi đánh lắm sao? Để tao xem mày đánh giỏi cỡ nào. Nào, xông lên cho tôi, loại bỏ thằng oát này trước, sau đó từ từ chơi đùa cùng cậu Lâm sau. Người của Bạch Hổ Đường nghe thấy mệnh lệnh của Triệu Thần Dương, thì bắt đầu bao vây Lý Dục Thần. Người đầu tiên ra tay, bộp, hắn đấm một quyền vào thái dương của Lý Dục Thần, đồng thời chân đá vào hạ bộ của Lý Dục Thần. Mỗi một động tác của hắn đều là một đòn tấn công chí mạng. Trái tim của Lâm Vân đột nhiên thắt lại. Cho dù là tốc độ hay sức mạnh thì người này đều ở trên cơ cậu ta. Nếu như bắt cậu ta hóa giải một quyền một hay cước này, cậu ta không thể nghĩ ra cách nào khác ngoại trừ lùi ra sau. Nhưng xung quanh đều là kẻ địch, phía sau cũng có kẻ địch. Theo như Lâm Vân thấy, bất kể như thế nào thì cũng không thể hóa giải được. Rất có thể chỉ cần một chiêu thôi là cậu ta đã ngã xuống và bị thương nặng. Cậu ta nhìn Lý Dục Thần với vẻ mặt căng thẳng, trong lòng thầm lo lắng cho anh. Cú đấm và đá của người đàn ông đã được tung ra giữa chừng rồi, nhưng Lý Dục Thần vẫn đứng yên tại chỗ không hề di chuyển. 9 thành viên khác của Bạch Hổ Đường cũng ra tay cùng lúc đó. Anh rể cẩn thận. Lâm Vân hoảng sợ hét lên. Theo cậu ta thấy, đó là một đòn khó giải, hiện tại đã biến thành đánh hội đồng. Thế này thì sao đánh tiếp đây? 10 cao thủ, ai cũng có năng lực so với cả đội quân, lần này Lý Dục Thần còn không biến thành thịt nát sao? Lâm Vân bắt đầu sợ hãi, dù sao cậu ta cũng chỉ là một học sinh cấp 3. Thậm chí trong lòng cậu ta có chút tự trách, mình không nên đứng ra thể hiện trong hội nghị gia tộc. Nếu mình không tới, nhà họ Lâm không ai ủng hộ, từ đó Lý Dục Thần cũng sẽ không theo, rồi cũng không đụng tới Bạch Hổ Đường của nhà họ Triệu. Thằng họ Lý, mày chết đi, Triệu Thần Dương hưng phấn kêu lên. Nhưng đúng lúc này, cảnh tượng thần kỳ xảy ra. Dù là Lâm Vân hay Triệu Thần Dương, chẳng ai thấy rõ chuyện gì đã xảy ra, chỉ thấy 10 cao thủ của Bạch Hổ Đường đều bay lên. Giống như ở giữa có chôn bom rồi nổ mạnh vào lúc này, nổ bay cả 10 người. 10 tên nện mạnh xuống nền, dùng Lý Dục Thần làm tâm, tạo thành một hình tròn. Sau đó, Lý Dục Thần cũng không cho đối phương có cơ hội đứng lên, anh dạo theo vòng tròn, dùng tốc độ cực nhanh đá ra 10 cú, mỗi chân đều giẫm nát mắt cá chân của một tên. Chỉ nghe được 10 tiếng hét thảm vang lên, không ai đứng lên nổi nữa. Lâm Vân mở to mắt nhìn, trong lòng chấn động. Sao có thể làm được như thế? Giờ phút này, cậu ta đột nhiên có một suy nghĩ, mình muốn học võ với anh rể. Mắt Triệu Thần Dương trợn trừng. Đây chính là Bạch Hổ Đường mà. Nhà họ Triệu đã tốn bao nhiêu tiền tài và công sức mới bồi dưỡng ra được. Là Bạch Hổ Đường mà hắn ta vô cùng tự hào và kiêu ngạo mà. Cả một nhóm 10 người của Bạch Hổ Đường mà lại bị một kẻ đánh bại. Hơn nữa còn bị đánh bại hoàn toàn như thế. Ngay cả cơ hội phản kích cũng không có. Người đâu, Triệu Thần Dương hét toáng lên. Nhưng lần này, Lý Dục Thần không cho hắn ta cơ hội nào nữa. Sao, không phải bảo bọn nó phế tao hả?
Lý Dục Thần tới trước mặt Triệu Thần Dương, cầm lấy dao gọt trái cây trên mâm chỗ bàn trà, kề sát cổ hắn ta. Triệu Thần Dương sợ tới mức mặt trắng nhách không còn giọt máu. Mày muốn làm gì? Không có gì, Lý Dục Thần lạnh nhạt hỏi, nói cho tao biết phu sư kia ở đâu. Phu sư gì chứ? Tao không biết, Triệu Thần Dương nói dối. Không biết à, vậy mày hết giá trị rồi. Mũi dao lướt nhẹ qua cổ Triệu Thần Dương, nhích nhẹ một cái, rách ra. A! Triệu Thần Dương sợ hãi hét ầm lên. Biết, ở sân phía tây. Phiền mày dẫn đường nhé. Lý Dục Thần gật đầu với Lâm Vân, Tiểu Vân, anh giao người này cho cậu. Lâm Vân nhảy dựng lên, vui vẻ đáp yes, sir. Một tay cậu ta ôm cổ Triệu Thần Dương, tay kia cầm lấy dao trong tay Lý Dục Thần. Đi nào cậu Triệu. Cái gì, thất bại. Triệu Tứ Hải khiếp sợ nhìn quản gia chạy tới báo cáo. Đây là Bạch Hổ Đường mà ông ta dành ra 10 năm để tuyển chọn và bồi dưỡng. Đến hiện tại, Bạch Hổ Đường chỉ mới ra tay có một lần, còn là lúc tranh giành quyền vận chuyển đường sông với nhà họ Phùng. Ông hai nhà họ Phùng còn bị thiệt trong tay Bạch Hổ Đường, từ đó mới lui ra, nhường lại mối vận chuyển đường sông cho ông ta. Một lần đó, Bạch Hổ Đường cũng chỉ cử ra 10 người. Triệu Tứ Hải vẫn còn che giấu chút thực lực, trên thực tế, Bạch Hổ Đường phát triển tới nay là đã có 36 thành viên, 10 người một tổ, có thể phái ra 3 tổ rưỡi. Ông ta vốn định chờ tới thời cơ chín muồi mới lộ ra thực lực chân chính để quyết chiến với nhà họ Lâm. Thậm chí còn muốn chiến một trận với các gia tộc ở tiền đường. Nhưng bây giờ lại tổn thất một tổ khi chỉ đối phó với một thằng oát của nhà họ Lâm. Đánh bại như thế nào? Không biết. Người nọ hình như chỉ đánh ra một chiêu, sau đó chúng ta thua, quản gia nói. Một chiêu, sao có thể chứ, Triệu Tứ Hải gần như gầm lên, mắt sắp lồi ra ngoài, hiện tại hai đứa đó đâu? Ép cậu chủ dẫn tới sân phía tây. Sân phía tây, Triệu Tứ Hải nhìn về phía đại sư Ngô Hiền. Không ổn rồi, tế đàn của tôi ở bầy trong sân, Ngô Hiền nói. Triệu Tứ Hải ra lệnh, bảo Triệu Sơn dẫn theo toàn bộ người của Bạch Hổ Đường. Thêm các vệ sĩ và bảo an trong trang viên nữa, tất cả đến sân phía tây, nhất định phải ngăn cản chúng. Vâng, quản gia xoay người rời đi. Ngô Hiền chắp tay, gia chủ Triệu, nếu người ta đã tới thì tôi vẫn nên ra thôi. Một chiêu của người nọ có thể chế ngự Bạch Hổ Đường, sợ là không phải võ công mà là thuật pháp rồi. Triệu Tứ Hải gật đầu, làm phiền ông Ngô. Vừa dứt lời, ông ta và Ngô Hiền cùng đi ra ngoài. Trong lòng lo lắng. Ông ta còn xoay người lấy một khẩu súng trong ngăn kéo bàn làm việc. Lâm Vân áp Triệu Thần Dương đi về phía sân phía tây. Chung quanh đều là bảo vệ, vệ sĩ của nhà họ Triệu. Không có một ai dám tới gần. Chẳng biết là do sợ Lâm Vân làm bị thương Triệu Thần Dương hay sợ Lý Dục Thần bên cạnh cậu ta. Thấy ánh mắt sợ hãi của đám người này, trong lòng Lâm Vân hưng phấn, sinh ra cảm giác tự hào. Từ nhỏ đến lớn. Cậu ta chưa từng trải qua chuyện giống như vậy. Bên mình chỉ có hai người mà phải đối đầu với cả nhà họ Triệu. Khung cảnh lúc này còn uy phong hơn cả trong tiểu thuyết Triệu Tử Long giết chết Tào Anh. Nhìn Lý Dục Thần ở bên cạnh, trong mắt Lâm Vân tràn đầy ngưỡng mộ. Ông nội thật sự có mắt nhìn người, từ 18 năm trước đã có thể giúp chị mình chọn được một vị hôn phu tốt thế này. Mối quan hệ giữa hai chị em Lâm Vân cùng Lâm Mộng Đình vẫn luôn rất tốt. Trước đây, cậu ta luôn cảm thấy trên đời này không có bất cứ ai xứng với chị của mình. Ít nhất thì trong số những cậu chủ con nhà giàu mà cậu ta từng gặp thì chưa từng có ai lọt vào trong mắt của cậu ta. Cậu ta luôn cho rằng tương lai chị của mình sẽ gả đi xa, bởi vì chỉ có những cậu chủ ở thủ đô mới có tư cách lấy chị của mình. Thật không ngờ người anh rể lý tưởng của cậu ta lại đang ở thành phố Hòa. Cậu Lâm, cậu cẩn thận một chút đi. Triệu Thần Dương liên tục nhắc nhở Lâm Vân, rất sợ nếu như cậu ta không cẩn thận thì con dao sẽ cứa qua yết hầu của hắn. Rất nhanh, bọn họ đã đi tới Tây Viện. Tế đàn của Ngô Hiền được đặt ở đó. Lâm Vân liếc mắt liền có thể thấy được phía trên con bù nhìn có dán tờ giấy. Đúng là họ tên cùng ngày, tháng năm sinh của ông nội, Lâm Vân tức giận nói. Lý Dục Thần cau mày. Anh nhìn con bù nhìn ở giữa. Sau đó nhìn thấy ba vật hiến tế trên bàn cùng bát máu đã khô cạn. Đây không còn là vu thuật đơn giản nữa. Vu pháp đình đầu tiến thư không phức tạp như vậy, cũng không cần một con bù nhìn lớn như vậy.
bình thường đều là những con rối nhỏ có thể cầm trên tay. Mà con bù nhìn này lại có kích thước gần giống người thật. Nhìn thấy vật hiến tế cùng bát máu thì anh lại thấy nó giống vu ma đạo hơn. Mục đích của người thi pháp không chỉ là giết chết người bị yểm pháp mà còn lợi dụng ma đạo để hấp thụ ba hồn bảy phách của người ta về sử dụng. Nhưng điều khiến Lý Dục Thần khó hiểu là ông cụ Lâm không phải người tu hành, hơn nữa ông cụ đã hơn 80 tuổi, sức lực cạn kiệt, thu lấy hồn phách của ông cụ thì có lợi ích gì. Trực tiếp hấp thu cũng chẳng có ý nghĩa gì mà cũng không thể sai khiến hồn phách, trừ phi. Lý Dục Thần nghĩ đến một khả năng, sắc mặt anh biến đổi, trong mắt hiện lên một tia sát ý. Trừ ma vệ đạo cũng là bổn phận của đệ tử Thiên Đô. Trời có đức hiếu sinh, nhưng khi đối phó với tà ma thì đệ tử Thiên Đô quyết không bao giờ nhân nhượng. Lý Dục Thần nắm lấy Triệu Thần Dương, hỏi tế đàn này là do ai lập? Vừa hỏi anh vừa nhìn về phía Lâm Vân. Là do Ngô Đại Sư làm, Triệu Thần Dương đáp. Ngô Đại Sư cái quái gì, nói cho rõ ràng, Lý Dục Thần chỉ mũi dao vào mắt Triệu Thần Dương, tao không phải là người kiên nhẫn đâu. Tốt nhất là nói nhanh đi. Ông ta tên là Ngô Hiền, là một thầy phong thủy được bố tôi mời đến. Ông ta nói rằng ông ta biết cách thi triển vu thuật, chỉ cần lấy được bát tự của ông cụ Lâm thì có thể nguyền rủa ông ta chết sớm. Lý Dục Thần thấy Lâm Vân đã bật điện thoại để ghi âm và chụp ảnh thì lặng lẽ gật đầu, trong lòng còn khen tên nhóc này rất thông minh. Tiểu Vân, đi tìm một cái túi lớn đến để đem bù nhìn cùng đồ vật trên tế đàn đi. Vâng. Lâm Vân nghe lời liền đi tìm một cái bao tải ở góc sân rồi nhét mọi thứ trên tế đàn vào đó. Nhưng con bù nhìn quá lớn, không thể nhét vừa nên Lâm Vân chỉ có thể cõng nó ở trên lưng. Anh rể, em dọn đồ xong rồi, chúng ta đi được chưa? Bỗng nhiên bọn họ lại nghe thấy tiếng nói truyền đến, các người nghĩ mình có thể đi được sao? Tiếp sau đó, các bảo vệ của nhà họ Triệu đều lần lượt nhường đường để một nhóm người khác bước vào. Nhóm người này mặc quần áo màu đen giống như những người trong điện Bạch Hổ lúc trước, trên ngực có thêu hình hổ trắng. Chỉ có người cầm đầu là mặc một chiếc áo có hai màu đen trắng đan xen. Nhìn thấy người tới, Triệu Thần Dương như nhìn thấy cứu tinh, lập tức hét lớn, chú ba. Chú ba, cứu con với. Lý Dục Thần hỏi Lâm Vân, Tiểu Vân, cậu có biết người này không? Lâm Vân lắc đầu, không biết. Ha ha, các người ngay cả chú ba của tôi mà cũng không biết. Các người chết chắc rồi, Triệu Thần Dương hét lớn một tiếng. Lý Dục Thần khâm phục dũng khí của Triệu Thần Dương, mày đang ở trong tay tao mà không sợ bị giết trước hay sao? Nếu như cậu dám đụng tới nó thì tôi liền khiến cho cậu sống không bằng chết, người đàn ông trung niên đối diện lạnh lùng nói. Lý Dục Thần nhìn ông ta đánh giá từ trên xuống dưới vài lần, nhưng không cảm nhận được khí thức tu hành từ người này, liền hỏi ông là ai? Bạch Hổ Đường Chủ, Triệu Sơn, người nọ đáp. Lý Dục Thần lắc đầu nói, tôi không quan tâm ông là Bạch Hổ hay Hắc Hổ, mau giao kẻ làm bù nhìn ra đây. Cảm thấy bị coi thường, Triệu Sơn lộ ra vẻ tức giận, thủ thế nói, còn phải xem cậu có bản lĩnh đó hay không. Vừa dứt lời thì ông ta đã đạp chân xuống một cái, chân trước trượt lên, lực đạo cực mạnh khiến cho bụi mù cuồn cuộn nổi lên khắp nơi. Hai đường quyền xé gió va chạm với nhau. Tiếng răng rắc vang lên trong không gian. Ám kình. Lâm Vân kinh hãi. Ông hai Lâm Thiền Minh đã từng thị phạm cho cậu ta thấy ám kình. Nguồn năng lượng bùng nổ vô cùng bá đạo. Cậu đã tận mắt chứng kiến Lâm Thiền Minh chỉ nhẹ nhàng dùng tay ấn xuống mặt bàn mà chiếc bàn gỗ dày ba tấc đã vỡ thành từng mảnh nhỏ, từ mặt bàn đến chân bàn không còn chỗ nào nguyên vẹn. Đánh giá nguồn năng lượng trước mặt thì cậu ta thấy công lực của Triệu Sơn cũng không kém gì ông hai. Trong nháy mắt thì nắm đấm của Triệu Sơn đã đến trước mặt Lý Dục Thần. Lý Dục Thần đưa tay ra chộp lấy nắm đấm của ông ta. Triệu Sơn giật mình, trưởng lực của thanh niên đối diện phải mạnh đến cỡ nào thì mới có thể bắt được một quyền của ông ta chứ. Ông ta còn chưa kịp thu hồi quyền cước thì đã thấy Lý Dục Thần nhẹ nhàng truyền vào nắm tay của ông ta một nguồn năng lượng cổ quái. Thân thể của Triệu Sơn vặn vẹo, ngay sau đó có một nguồn năng lượng cường đại đã bắt ông ta phải lui về phía sau mấy bước. Triệu Sơn lùi bước cho đến khi đụng phải thuộc hạ của mình thì mới buộc phải vận lực để dừng lại. Lần này, cho dù ông ta có thể ngừng lại nhưng cơ thể cũng đã bị nội thương, khóe miệng chảy ra một vết máu. Lên hết đi! Triệu Sơn quát lớn, sau đó hơn 20 thành viên của Bạch Hổ Đường đều xông lên. Cùng lúc đó, Lý Dục Thần cũng giao Triệu Thần Dương lại cho Lâm Vân rồi xông về phía trước.
Trong mắt Lâm Vân, chuyển động của Lý Dục Thần đã hóa thành hư ảnh bởi tốc độ cực nhanh mà cậu ta chưa từng được nhìn thấy trước đây. Tất cả các thành viên của Bạch Hổ Đường vừa xông lên, chỉ cần bị anh chạm phải thì đều ngã xuống hoặc bay ra ngoài. Nội tâm Lâm Vân vô cùng chấn động. Lúc nãy là 1:10, bây giờ là 1:10. Hơn nữa, bên cạnh những cao thủ của Bạch Hổ Đường thì vị đường chủ Bạch Hổ Đường kia còn có bản lĩnh không thua kém gì ông hai. Anh rể là loại quái vật gì vậy? Trong vòng chưa đầy một phút, tất cả thành viên Bạch Hổ Đường nhà họ Triệu, bao gồm đường chủ Triệu Sơn, đều đã ngã xuống đất. Lý Dục Thần đứng đó, phủi nhẹ quần áo. Cậu! Trong ánh mắt Triệu Sơn tràn ngập sợ hãi, lại rất không cam lòng. Vì Bạch Hổ Đường, ông ta đã ẩn nhẫn suốt 10 mấy năm. Trong 10 mấy năm qua, bên ngoài không một ai biết có một nhân vật như Triệu Sơn tồn tại. Ngay cả trong nhà họ Triệu cũng có rất nhiều người không biết ông ta. Vốn dĩ ông ta còn định gây dựng Bạch Hổ Đường trong âm thầm, sau đó sẽ tìm cơ hội tạo tiếng vang. Thế mà bây giờ Bạch Hổ Đường do ông ta một tay gầy dựng cũng đã không còn nữa. Tương lai cùng chí lớn của ông ta cũng đã bị phá hủy cùng với nó. Làm sao ông ta có thể không căm hận cho được? Cậu, rốt cuộc cậu là ai? Tôi họ Lý. Hóa ra cậu chính là Lý đạo trưởng mà nhà họ Lâm đã mời về. Lý Dục Thần hơi ngạc nhiên, không biết mình đã biến thành đạo trưởng từ khi nào. Ở trên Côn Lôn có nhiều tiên tông nhưng không giống như các môn phái trong đạo giáo. Chỗ của anh là Vạn Tiên Tông ở Thiên Đô Phong, được thiên hạ công nhận là tiên môn đứng đầu. Bất luận là kẻ tu võ đạo, phù chú, luyện đan hay kiếm tiên, sau khi đạt được thành tựu tông sư thì đều muốn lên Thiên Đô. Chỉ khi lên được Thiên Đô Phong, tiến vào Vạn Tiên Trận thì mới có thể được xem là tiên nhân chân chính. Khi đệ tử Thiên Đô xuống núi thì đồng đạo đều sẽ gọi là tiên trưởng chứ không phải đạo trưởng. Danh xưng chỉ khác nhau một chữ nhưng địa vị thì cách xa ngàn dặm. Lý Dục Thần nhìn Triệu Sơn nói, võ công của ông mặc dù không cao nhưng đã nhập võ đạo thì đường đường cũng là một võ giả, sao lại đi canh cửa cho ác phu ma đạo. Triệu Sơn vốn đang bị thương, nghe vậy thì càng hộc máu dữ dội. Võ công mặc dù không cao sao? Cậu, ông ta chỉ vào Lý Dục Thần. Tức giận đến mức không nói nên lời. Chuyên bác Tri Ân. Ngô đại sư kia đang ở đâu? Lý Dục Thần quay đầu hỏi Triệu Thần Dương. Triệu Thần Dương run giọng nói, ngô. Đột nhiên, trên mặt hắn ta lại lộ ra vẻ mừng rỡ, hét lên, Ngô đại sư, bố, mau cứu con. Chỉ nghe có người nói, là kẻ nào đang tìm lão phu. Lời nói vừa dứt thì đã có một đoàn người từ Tây Viện đi tới. Người đi đầu chính là gia chủ nhà họ Triệu, Triệu Tứ Hải. Kẻ đi theo bên cạnh Triệu Tứ Hải chính là Ngô Hiền. Lý Dục Thần vừa nhìn thấy Ngô Hiền đến thì liền cau mày. Vẻ ngoài của kẻ này trông có vẻ tiên phong đạo cốt, nhưng thần thức của anh có thể cảm nhận được trên người của ông ta bộc phát ra khí tức hung ác nham hiểm. Đây chính là đặc điểm thường thấy trên người những kẻ tu luyện tà thuật. Cũng giống như thuật sĩ Nam Dương Lại Sĩ Công mà anh đã từng gặp ở chỗ của Phùng Thiên Minh lúc trước, ông ta cũng bộc phát ra loại khí tức tương tự. Nhưng khí tức hung ác nham hiểm của Lại Sĩ Công là thứ mà ngay cả những người bình thường cũng có thể cảm nhận được, khiến cho ai cũng biết ông ta tu tà môn. Mà Ngô Hiền thì khác, đầu bạc áo dài, thẳng tắp trắng kiện, có thể khiến cho người đối diện bị lầm tưởng với một thế ngoại cao nhân, khó trách người nhà họ Triệu lại tôn xưng ông ta là đại sư. Cậu chính là Lý đạo trưởng sao? Ngô Hiền nhìn Lý Dục Thần từ trên xuống dưới, ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Ông ta không cảm nhận được trên người Lý Dục Thần có thần khí dao động của người tu tiên, cũng không cảm nhận được có tinh khí của người tu võ. Nhưng cho dù là tu tiên hay tu võ thì một thanh niên trẻ tuổi như vậy, cho dù từ trong bụng mẹ đã bắt đầu tu luyện thì đến bây giờ cũng có thể luyện đến trình độ gì chứ? Ngô Hiền lúc nãy còn dè chừng thì bây giờ đã bắt đầu thở phào nhẹ nhõm. Lúc nào cũng nghe gia chủ nhà họ Triệu nói Bạch Hổ Đường của ông ta lợi hại, xem ra cũng chỉ là khoác lác mà thôi. Nếu ông nói vậy thì đúng là vậy đó, Lý Dục Thần thản nhiên nói. Ngô Hiền chắp tay nói, nếu như cậu đã có thể nhìn thấu đinh đầu tiễn thư của tôi thì nhất định cũng là đồng đạo. Không biết cậu là người của môn phái nào, tôn trưởng của môn phái là ai? Tôi không phải là đồng đạo của ông, Lý Dục Thần chán ghét nói, được rồi, nể tình ông tu hành không dễ dàng. Bây giờ ông cùng tôi đến nhà họ Lâm nói rõ sự tình, sau đó tự phế bỏ tu vi của mình, thì tôi sẽ không truy cứu những chuyện ác trong quá khứ của ông nữa.
Ngô Hiền sửng sốt, rồi đột nhiên điên cuồng cười. Tự phế tu vi, ha ha ha, nhóc con, cậu không thấy mình quá cuồng vọng sao? Tôi vốn còn định nể tình đồng đạo mà tha cho cậu một con đường sống, nhưng nếu thái độ của cậu đã như vậy thì tôi sẽ tiễn cậu một đoạn xuống gặp Diêm Vương. Vừa dứt lời thì trong tay ông ta đã xuất hiện một tấm bùa màu vàng, đầu ngón tay búng một cái, tấm bùa bốc cháy hóa thành một đốm lửa nhỏ bay về phía Lý Dục Thần. Tấm bùa lửa chạm vào cơ thể Lý Dục Thần rồi bất ngờ phát nổ, biến thành một quả cầu lửa sáng rực, ngay lập tức nuốt chửng Lý Dục Thần. Trong tây viện của nhà họ Triệu, ngọn lửa bùng cháy sáng như ban ngày khiến người ta không thể mở nổi mắt. Mọi người đều lui về phía sau, rất sợ bị ngọn lửa thiêu đốt. Anh rể! Lâm Vân hét lên, muốn lao tới để cứu người, nhưng ngọn lửa quá lớn, còn giống như một mặt trời nhỏ. Chỉ cần đến gần một chút thì đã cảm thấy sóng nhiệt cuồn cuộn, dường như có thể khiến cho cơ thể bốc hơi bất cứ lúc nào. Triệu Tứ Hải kinh hãi nhìn ngọn lửa. Ông ta không ngờ thầy phong thủy mà mình mời tới lại là một vị đại sư có thể kiểm soát ngọn lửa. Cũng may ông ta đã không đắc tội với vị này, chứ nếu không thì nhà họ Triệu chỉ sợ sẽ gặp tai ương diệt môn. Ngoài sợ hãi, trong lòng Triệu Tứ Hải còn tràn ngập sự vui mừng. Được vị đại sư này hỗ trợ thì ông ta sẽ không bao giờ lo thất bại. Nhà họ Lâm, nhà họ Phùng là cái quái gì, từ nay về sau nhà họ Triệu mới chính là thế lực lớn nhất ở thành phố Hòa. Ngay cả khi đến tiền đường, đối mặt với nhà họ Cao cùng nhà họ Tiễn thì ông ta cũng không sợ. Ha 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 ha, Triệu Tứ Hải cười to, ông Ngô đúng là thần tiên sống. Ngô Hiền vuốt râu cười nói, chút tài mọn mà thôi, đã khiến gia chủ Triệu chê cười rồi. Triệu Thần Dương cũng nhân cơ hội chạy đến đứng bên cạnh Ngô Hiền, cảm thấy an toàn khó tả. Hắn ta thở phào nhẹ nhõm, nhớ lại lúc nãy bị Lâm Vân kề dao vào cổ, hắn ta cảm thấy rất nhục nhã, liền nghiến răng nghiến lợi nhìn Lâm Vân nói. Nhóc con họ Lâm kia, chờ xem khi anh rể của mày hóa thành cho bụi thì mày còn có thể dựa vào ai. Bây giờ mày quỳ xuống gọi tao một tiếng ông nội thì tao sẽ thả mày đi, ha 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 ha. Lâm Vân ngây người nhìn ngọn lửa, không biết phải làm gì. Anh rể đã bị thiêu chết, quay về cậu phải giải thích thế nào với chị đây? Còn bệnh tình của ông nội thì phải làm sao? Đứa trẻ tội nghiệp, thậm chí còn không biết mình có thể sống sót trở về hay không nhưng vẫn đang nghĩ đến tâm trạng của chị và bệnh tình của ông nội. Thấy Lâm Vân không nhúc nhích, Triệu Thần Dương ra lệnh, bắt lấy nó cho tôi. Các nhân viên bảo vệ của nhà họ Triệu tuy đang bị ngọn lửa dọa sợ nhưng khi nghe thấy Triệu Thần Dương ra lệnh thì vẫn phản ứng lại và xông về phía trước. Đột nhiên lại có tiếng nói truyền tới, thật sự chỉ là chút tài mọn. Chỉ thấy ngọn lửa kia đột nhiên biến nhỏ rồi vụt tắt. Ánh mắt của mọi người nhất thời chưa thể thích ứng, lúc này tây viện của nhà họ Triệu đột nhiên chìm vào bóng tối. Đưa tay ra cũng không thấy được năm ngón tay của mình. Cho đến khi một ánh sáng nhỏ bằng hạt đậu đột nhiên xuất hiện. Mọi người lúc này mới dần dần nhận ra ánh sáng rực rỡ đang phát ra từ một tấm bùa đang cháy. Tấm bùa nằm trong tay một người. Người đó chính là Lý Dục Thần, người mới lúc nãy còn bị ngọn lửa lớn bao vây. Lý Dục Thần đứng thẳng tắp, quần áo chỉnh tề, không chút tổn hại. Anh rể, Lâm Vân kinh ngạc kêu lên, anh rể, anh không sao chứ? Tất nhiên là không sao. Lý Dục Thần nói, cậu đã gọi tôi một tiếng anh rể thì sao tôi có thể để chúng ta gặp phiền toái được? Nếu như tôi gặp phải chuyện gì xấu thì chị của cậu chẳng phải sẽ thành quả phụ sao? Lâm Vân đắc ý cười rộ lên. Ngô Hiền kinh hãi nói, rốt cuộc cậu là ai mà có thể phá vỡ thần tiêu tử hỏa của tôi? Lý Dục Thần liếc nhìn tấm bùa cháy dở trong tay, lắc đầu nói, thứ này mà gọi là thần tiêu tử hỏa sao? Chẳng qua chỉ là âm lôi hỏa mà thôi. Muốn dùng để nấu cơm cũng phải lao lực. Cậu! Ngô Hiền vô cùng tức giận, cảm thấy rất mất mặt trước mặt nhà họ Triệu, trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng. Nhóc con, muốn chết! Vừa dứt lời thì ông ta lại kết ấn niệm chú. Lý Dục Thần cũng không tỏ ra vội vàng, trong tay anh còn đang cầm nửa tấm bùa đang cháy dở, nhìn Ngô Hiền cười. Đột nhiên, Lâm Vân lại kêu lên một tiếng. Á! Con bù nhìn sau lưng Lâm Vân thực sự đã nhúc nhích. Đưa tay ra tóm lấy cổ Lâm Vân. Tiểu Vân, ông là ông nội của con, ông đói bụng. Giọng nói của người bù nhìn rất khó nghe, giống như tiếng lưỡi hái cắt cỏ khô vậy. Nghe thấy âm thanh này, có ai mà không sợ hãi? Không chỉ riêng Lâm Vân, ngay cả người nhà họ Triệu cũng giật nảy mình.
Một tay Lâm Vân cắm vào giữa hai tay của người bù nhìn, cậu ta muốn rút ra nhưng phát hiện thứ này tuy yếu ớt không xương, khả năng bao vây lại rất mạnh, quấn chặt như mãng xà vậy. Anh rể cứu em, Lâm Vân bị ép tới mức không thở nổi, giọng đã khàn đi. Cứu cậu, để tôi coi cậu ta dùng gì cứu cậu. Ngô Huyền cười ha hả, hai tay không ngừng thay đổi pháp quyết. Thân bù nhìn dần trở nên rậm rạp, bắt đầu phát triển, chỉ chốc lát là sắp nuốt trọn cả người Lâm Vân. Lâm Vân giống như bị bọc trong một cái kén bằng rơm, thở không nổi. Vừa rồi rơm dạ còn khô ráo giờ như chất lỏng, dính nhấp giống như bôi chết hồ xung quanh vậy. Tiểu Vân, ông nội nè cháu, ông đói quá. Trong lúc mơ màng, Lâm Vân nghe thấy giọng của ông cụ. Cậu ta cảm giác được một lực hút kỳ quái đang hút mất thứ gì đó trên người mình. Sức lực dần mất đi, ý thức trở nên không tỉnh táo. Lâm Vân, cố chịu đựng, đó không phải là ông nội cậu mà là ma hồn. Cậu phải chống lại nó, đây là cơ hội cực tốt để cậu tu luyện sức mạnh tâm hồn. Anh rể, Lâm Vân lập tức tỉnh táo, cái gì là sức mạnh tâm hồn? Sức mạnh tâm hồn là sức mạnh kết hợp giữa tâm niệm và hồn phách. Tu luyện võ đạo mà không có sức mạnh tâm hồn thì cũng chỉ là kẻ võ phu, chỉ có chân khí kết hợp với hồn lực thì mới đột phá hóa kình, đạt tới tông sư. Hóa kình, tông sư. Lâm Vân là người luyện võ, tất nhiên cũng từng nghe nói tới những thứ này. Nhưng cũng chỉ là nghe đồn mà thôi. Chẳng lẽ trên đời thật sự có người như thế tồn tại? Ngôn tình cổ đại. Anh rể là cao thủ hóa kình ư. Cũng có thể là tông sư. Lâm Vân càng nghĩ càng hưng phấn. Anh rể ơi, em phải làm sao? Loại bỏ tạp niệm, dùng ý chí của cậu, dùng tim của cậu chống lại nó. Dùng tâm pháp nội công mà ông hai đã dạy vận chuyển chân khí, bảo vệ kinh mạch từng chút một không để cho nó ăn mòn. Lâm Vân thử nhưng cái giọng nói giống ông nội cứ quanh quẩn bên tai cậu ta. Đống rơm dạ sền sệt kia lại từ từ siết chặt. Anh rể, hình như em không làm được rồi. Cậu làm được, Lâm Vân lắng nghe Lý Dục Thần nói, nhớ cho kỹ, cậu mạnh tới mức nào thì hoàn toàn phụ thuộc vào nội tâm của cậu. Người trong võ đạo, sớm muộn gì cũng phải đối mặt với tâm ma, hôm nay anh rể sẽ dẫn cậu một đoạn, giúp cậu qua ải. Qua được ải này, về sau, miễn là cậu không lười biếng. Trước khi tới cấp bậc tông sư, con đường cậu đi sẽ bằng phẳng vô cùng. Lâm Vân nghe thế thì không còn do dự nữa, cậu ta nhắm mắt. Nghiêm túc tập trung, bất kể đống rơm xiết cỡ nào, bất kể có âm thanh gì, cậu ta đều phớt lờ, chỉ chú ý nội tâm bản thân. Sức hút vẫn còn. Lâm Vân vận chuyển chân khí, bảo vệ kỳ kinh bát mạch. Lúc này cậu mới phát hiện là thứ bị hút đi khỏi cơ thể mình chính là tinh khí. Mà theo sự sói mòn tinh khí, có thứ gì khác nữa cũng trôi tuột theo. Thứ này, cậu chưa từng thấy, hôm nay đã gặp được, cũng biết đó là hồn phách của mình. Cậu ta cố gắng chống lại sức mạnh đang hút đi tinh hồn của mình, vẫn dùng chân khí bảo vệ kinh mạch, dùng tâm bảo vệ hồn, dùng hồn che chở tâm. Tâm hồn hợp nhất, quá trình này sao mà khó khăn quá. Khi cậu sắp không chịu đựng được, một sức mạnh bí ẩn xuất hiện, một tâm thanh vang lên bên tai. Cố lên nào! Lâm Vân biết anh rể đang ở bên cạnh mình. Lòng tin và sức mạnh cũng tự nhiên sinh ra. Bù nhìn như có cảm giác, biết Lý Dục Thần đang giúp Lâm Vân, nó vươn ra xúc tu tới chỗ Lý Dục Thần, nhanh chóng bỏ gần bên chân anh. Nhưng dường như có thứ gì đó làm nó sợ hãi, không dám tới gần, cứ vòng vo quanh quẩn bên cạnh. Ban đầu Ngô Huyền còn lo lắng nhưng thấy Lý Dục Thần đứng như trời trồng tại chỗ, không phản kháng gì thì cũng yên tâm. Ông ta cười lạnh, hừ, hóa ra trên người có mang theo pháp bảo trừ tà, mau giao ra đây, tôi tha cho cậu không chết. Đống rơm đang không ngừng cuốn chặt Lâm Vân tiếp tục phát triển, bò xoàn xoạt trên mặt đất, tiến về phía Lý Dục Thần. Nhưng dù cố gắng cỡ nào, nó cũng chỉ sượt qua bên chân anh. Lấy Lý Dục Thần làm tâm, đống xúc tu tạo thành một vòng tròn đường kính 1 mét. Bù nhìn không cam tâm, xúc tu tiếp tục phát triển tràn lan chung quanh. Vệ sĩ, bảo vệ gần đó lập tức bị thứ gì quấn lấy rồi bị bọc kín mít. Những người khác thấy vậy thì té nhào lui ra sau. Một người bò chậm, bị một cọng rơm đuổi kịp quấn lấy cổ chân. Bảo vệ kia ra sức bò đi, rơm dạ thì kéo về sau. Bất chợt, một lực kéo mạnh khiến bảo vệ kia bay lên không, mấy cọng rơm đâm vào trong cơ thể hắn ta, rút máu từ trong đó truyền về người bù nhìn. Thoáng chốc,
đống rơm bọc lấy Lâm Vân và bò tràn lan trên đất biến thành máu đỏ tươi. Còn bảo vệ kia thì rơi xuống đất, biến thành thây khô. Mọi người sợ tới mức mặt không còn hột máu, tất cả đều chạy biến. Đại sư Ngô, mau dừng lại, đừng tổn thương người một nhà. Triệu Tứ Hải cố gắng kiềm nén sự sợ hãi nói. Ha ha ha, kẻ có mặt tại đây đều phải chết, Ngô Hiền hét to, trong mắt là sự điên cuồng. Lý Dục Thần cười lạnh, rốt cuộc cũng chịu lộ ra bộ mặt thật, ông không phải người trong đạo môn hay vu môn, ông tu ma đạo. Thế thì sao, danh con, cậu ỷ vào pháp bảo, cho rằng nó có thể giúp tránh thoát tác hồn tế của tôi sao? Để tôi coi cậu có thể chống đỡ tới bao giờ. Lý Dục Thần nhìn thoáng qua Lâm Vân bị bao bọc rồi cười lạnh. Pháp bảo, trên người tôi đúng là có vài món nhưng để đối phó ông thì không cần dùng tới pháp bảo. Bùa lửa trong tay anh sắp cháy hết, chỉ còn lại một góc, đang bị đầu ngón tay anh nắm lấy. Không phải ông mới nhắc tới lửa tím thần tiêu sao? Tôi sẽ cho ông hiểu biết một chút cái gì mới là lửa tím thần tiêu chân chính. Sau đó anh lại nói, Lâm Vân, chuẩn bị xong chưa, anh rể giúp em vượt ải. Anh dứt lời, tay run lên, mảnh bùa còn lại hóa thành ngôi sao băng bay về phía bù nhìn. Người bù nhìn lập tức bị thiêu cháy. Ngọn lửa màu tím tinh khiết, không chút tạp chất. Lửa bén rơm lan ra với tốc độ cực nhanh. Nơi ngọn lửa đi qua, rơm dạ đều biến mất trong đốm lửa tím, ngay cả tro tàn cũng không còn. Chỉ chốc lát sau, Lâm Vân xuất hiện. Hiện tại, Lâm Vân đang nhắm chặt hai mắt, đứng một tư thế kỳ quái, tay ôm ngực như đang đứng cọc vậy. Trên lưng cậu ta còn người rơm kia, nó vẫn không bị tổn hại gì. Rơm bị lửa tím thiêu rụi nhưng ngọn lửa chẳng hề tổn thương Lâm Vân hay người rơm. Một lát sau, Lâm Vân mở bừng mắt, thở ra một hơi dài. Anh rể, em thành công rồi thì phải. Lý Dục Thần gật đầu, túm một cái trong hư không, những đốm lửa tím còn đang cháy bị anh chộp vào tay rồi lại bị hất ra. Bốn đốm lửa bắn về phía Ngô Hiền. Ngô Hiền hoảng sợ. Muốn tránh né nhưng không còn kịp rồi. Bốn đốm lửa lần lượt rớt trên tứ chí của ông ta rồi lập tức bùng lên thành lửa lớn. Ngô Hiền ra sức dập lửa nhưng dù ông ta làm thế nào thì lửa trên tay và chân đều không thể dập tắt. Càng kỳ quái hơn là lửa này chỉ thiêu ông ta, đụng tới thứ khác thì vật ấy chẳng hề hấn gì. Ngô Hiền bị bọc trong lửa gào lên. A, à, rốt cuộc mày là ai? Rốt cuộc là ai? Giọng của ông ta nhỏ dần. Cơ thể từ từ ngừng lại. Lửa tím tắt ngúm, chỉ còn một người đã bị cháy đen. Một cơn gió thổi qua, tất cả tan thành mây khói. Trên đời đã không còn Đại sư Ngô nữa. Lý Dục Thần nói với Lâm Vân, đi thôi. À vâng, Lâm Vân gật đầu, trên lưng đeo người rơm, cầm theo bao tải, đi bên cạnh Lý Dục Thần, ra bên ngoài. Còn lâu mới được ra khỏi đây. Triệu Tứ Hải đột nhiên rút ra khẩu súng lục, nhắm vào hai người. Các người đừng ai mong sống sót rời được đây. Lâm Vân thấy súng thì có chút sợ hãi và lúng túng theo bản năng. Lý Dục Thần hờ hững nói. Ngon thì ông nổ súng thử xem. Chân anh không hề ngừng, ung dung đi qua họng súng của Triệu Tứ Hải. Lâm Vân thấy thế vội vàng đi theo. Tay Triệu Tứ Hải run rẩy, nhắm vào bóng lưng hai người. Biết rõ sau lưng có kẻ dùng súng chĩa vào mình mà Lý Dục Thần vẫn nhàn nhã như đi dạo vậy. Chỉ phần ung dung này thôi cũng khiến Lâm Vân mặc cảm. Ở từ đường nhà họ Lâm, ấn tượng của cậu ta đối với Lý Dục Thần chỉ được coi là không tệ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 6.